Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại trong bản điểm tin tuần trên kênh Chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng. Và như thường lệ thì bản tin của chúng ta sẽ có 3 phần chính. Phần thứ nhất, Hùng Lê cùng với các anh chị em của chúng ta sẽ đi view một số các cái danh mục, các cái mã cổ phiếu rất là cơ bản, từ các mã cổ phiếu nhóm trụ đến ngành bảo hiểm, đến ngành bán lẻ. Sau đó thì chúng ta sẽ view nhóm thép, nhóm xi măng. Tiếp đến thì sẽ đến nhóm ngành dầu khí, nhóm ngành banh và nhóm ngành chứng khoán. Còn thời gian thì chúng ta sẽ đi phân tích thêm nhóm ngành cảng biển, nhóm ngành than và nhóm ngành phân đạm hóa chất, nhóm ngành mía đường. Thì đấy là một số các cái nhóm ngành mà khá là cơ bản mà chúng ta sẽ đi phân tích trong bản tin tuần video số 132. Phần thứ hai thì hôm nay cùng với các anh chị chúng ta sẽ cùng nhìn nhận lại, cùng đánh giá lại tất cả các kịch bản phân tích tuần trong bản tin tuần video số 131. Và phần thứ ba thì chúng ta sẽ dành thời gian để chúng ta sẽ có một vài cái dự báo về xu hướng thị trường trong tuần mới và cũng là tuần cuối cùng của tháng 6. Như vậy là chúng ta đã đi qua 1 phần 2 chặng đường của năm 2022, và phải nói rằng 1 phần 2 chặng đường đầu năm là một cái chặng đường cực kỳ khó khăn trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Và chúng ta không biết được là 6 tháng cuối năm thì chúng ta có những cái trận đánh lớn nào hay không, thì chúng ta sẽ chờ thêm. Và tí nữa phần cuối của bản tin thì cũng sẽ dành thời gian để chúng ta phân tích khá là chi tiết, đúng không, về xu hướng thị trường. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào phần nội dung chính của bản tin ngày hôm nay, đó là view các cái danh mục, các mã cổ phiếu khá là căn bản. Thì đối với VIX trong thời gian vừa qua cũng có phân tích cho các anh chị một nền ở quanh vùng 76 đến 77. Trong tuần vừa qua thì VIX đã bắt đầu bị rơi khỏi cái nền này. Và khi nền 66, nền 76 đến nền 77 bị rơi thì xu hướng tiếp theo nó sẽ đi kiểm tra lại cái vùng hỗ trợ sâu hơn ở đây là vùng 73.5. Có những tín hiệu kỹ thuật mà nó đang có những cái dấu hiệu rơi khỏi vùng 73.5 thì khả năng cao tuần tới sẽ có ở quanh khoảng vùng 71 đến khoảng vùng 72. Vinhome thì nhìn chung trong cái giai đoạn vừa qua, sau khi mà nó có một nhịp hồi về quay lại vùng 70 thì nó bắt đầu tiếp tục có những điểm quay lại. Chúng ta đã phân tích khá là kỹ các cái điểm test cung kỹ thuật. Hiện tại thì trong tuần vừa qua Vinhome đã bị thất bại ở khoảng quanh vùng 65, nên nó sẽ đi lại về vùng 63. Vùng 63 này nó tích lũy tiếp. Trong trường hợp vùng 63 bị phá, khả năng là vùng 63 này khó giữ, bởi vì là trong cái thời điểm hiện tại thì Vinhome, các anh chị nhìn thấy đường MACD nó đang cắm xuống. Và đường MACD đang cắm xuống thì xu hướng cổ phiếu gần như là nó chỉ đi ngang hoặc là nó thiên về kịch bản giảm giá. Thì tất cả những cái mã cổ phiếu này vì sao mình vẫn view? Bởi vì một số các anh chị là người ta có đánh những cái mã cổ phiếu vốn hóa lớn như thế này, thì chúng ta cần phải view thêm trong bản tin tuần. Và chúng ta view để chúng ta nắm được cái xu hướng của các mã cổ phiếu nhóm trụ hiện tại nó đang như thế nào. Bởi vì các cái mã cổ phiếu nhóm trụ nó có một cái ý nghĩa rất là quan trọng, nó chi phối tương đối lớn cái đường đi của chỉ số VN Index. Mà khi chúng ta phân tích một cái sóng của VN Index thì VN Index nó lại chi phối cái tâm lý hành vi của nhà đầu tư, và nó sẽ chi phối lên rất nhiều những cái nhóm ngành khác. Như vậy là trên thị trường chứng khoán là tất cả mọi cái mối liên hệ nó đều móc xích với nhau, các anh chị lưu ý như vậy. Thì đối với VRE thì nhịp ở trong tuần video số 130 thì nó giao dịch khá là tốt. 131 thì nó tích lũy đi ngang ở quanh vùng 28.5. Tuần này thì nó cũng đã có những cái thời điểm nó đi được ở vùng 28.5. Tuy nhiên phiên kết tuần như này là hơi xấu. Và thanh khoản của nó thì tiếp tục rơi xuống mức khá là sâu, và đường MACD đang cắm đầu đi xuống. Do đó thì VRE nó sẽ có xu hướng tích lũy lại ở quanh vùng 27 ở trong tuần mới. Vinamilk sau một thời gian chỉnh giảm tương đối dài, và đến thời điểm hiện tại thì Vinamilk cũng đang có những cái nét khá là tốt. Trong video tuần thì chúng ta có nói đến những cái nhịp mà sau khi mà Vinamilk nó kéo lên vùng 68.5 thì nó sẽ có thể quay lại test ở khoảng quanh vùng 65-66. Tuần vừa qua thì nó test ở vùng điểm thấp nhất ở đây là 66.4 các anh chị, và sau đó thì nó kéo lại vùng 68.5. Vượt thoát được vùng 68.5 thì nó sẽ hướng lên kháng cự ở đây là 73-73.5. Và khi gặp cái kháng cự này thì đương nhiên nó sẽ chỉnh cung, và các cái nhịp chỉnh cung kỹ thuật của nó quanh vùng 70 đến khoảng vùng 71.5 ở đây thì nó đang chỉnh cung về những cái vùng kỹ thuật tương đối là đẹp. Nhìn về mặt ý đồ tạo lập về cổ phiếu này thì khả năng sang tuần tới thì Vinamilk có khả năng sẽ kéo tiếp về cái vùng kháng cự 75.5 đến khoảng quanh vùng 76. Cổ phiếu VDC thì như Hùng đã có nói đến trong các bản tin gần đây, đó là VDC thì cái tính tạo lập của VDC hiện tại đang khá là tốt.
nó tốt hơn so với các cái mã cổ phiếu liên quan đến vận tải và ngành hàng không khác. Ít nhất là nó vẫn giữ được các cái vùng hỗ trợ kỹ thuật tương đối quan trọng, ví dụ như là vùng quanh 120. Đó thì cái vùng 120 này, mặc dù là thị trường có rất nhiều các cái biến động nhưng mà đến thời điểm hiện tại nó vẫn đang giữ được 120 cộng, như vậy là cái mức độ giữ giá của nó khá là tốt. Và các tuần gần đây thì chúng ta có phân tích hỗ trợ vùng 122, biên 125 đến biên 126, đấy là các cái vùng hỗ trợ kỹ thuật tương đối tốt của VLC. Mục tiêu ngắn hạn thì nó có thể công lại vùng 131.5 đến khoảng vùng 132. Superdome Kiên Giang, một số các anh chị cũng đang quan tâm đến mã cổ phiếu này, tín hiệu kỹ thuật như thế nào, thì chúng ta đều thấy rằng là Superdome Kiên Giang đã có một cái nhịp chỉnh giảm tương đối là mạnh ở đây. Và sau cái nhịp chỉnh giảm đó thì nó đang bắt đầu đi vào một cái dao động, Hùng hay có nói với các anh chị đó là dao động tắt dần. Thì cái dao động tắt dần này nó thể hiện là sau một cái nhịp mà nó kéo lên rồi nó hạ xuống ở đây, thì sau một cái dao động tắt dần đó thì cổ phiếu nó sẽ phát đi một cái xu hướng, và chúng ta sẽ chờ cuối, gọi là cuối cùng của cái xu hướng dao động tắt dần này nó sẽ phát đi những cái tín hiệu kỹ thuật gì. Thì ngắn hạn là chúng ta sẽ lấy vùng 13, 13.5 là biên hỗ trợ dưới, và cái vùng kháng cự mệt ở đây là 16. Khi mà Superdome Kiên Giang mà đánh được, vượt thoát được break vùng 16 cộng thì cái đấy nó sẽ phát đi một cái tín hiệu kỹ thuật là cổ phiếu đã xác nhận tạo đáy xong và cái xu hướng phục hồi nó sẽ tốt hơn. Cổ phiếu Mansan Mansan ở đây thì Hùng đã có phân tích cho các anh chị vùng 119, 120, đây là cái vùng kháng cự rất là gần. Cùng với đó thì trong tuần, trong các cái tuần gần đây thì chúng ta có các vùng hỗ trợ ở quanh vùng 110 và đây là 105, đây các anh chị vùng 105. Thì trong tuần cũ là nó đã test về 105, nó có một cây hồi, và tuần này thì nó tiếp tục quay về quanh vùng 105. Xu hướng kỹ thuật hiện tại ở đây thì tuần tới chúng ta chú ý đến kháng cự 110 và 105, tức là khả năng thì Masan sẽ có những cái biên đi ngang ở trong cái biên hỗ trợ hẹp này và chúng ta sẽ đánh giá thêm. Cổ phiếu BBH thì đối với BBH trong tuần trước thì đây Hùng có nhắc các anh chị là với những cái tài khoản mà chúng ta đang cầm BBH thì chúng ta có thể canh để ăn thêm ở quanh vùng giá 50. 50, 50.50 này, tức là đại loại là những cái điểm mà nó quay về nó test cung kỹ thuật ở đây rất là đẹp, và nhìn về mặt mô hình của BVH thì nó cũng đang hình thành một cái xu hướng mô hình hai đáy ở đây, đúng không các anh chị? Vâng, có nói ở đây, và phiên giao dịch của ngày thứ năm và ngày thứ sáu thì BVH đã xuất hiện là một cái lực cầu đang tương đối tốt, đường mác đang ổn, ok, tức là đường mác đã bắt đầu có một cái xu hướng đi lên, đó là một cái tín hiệu tích cực đối với cổ phiếu BVH. Ở tuần tới khả năng BVH sẽ tiếp tục kéo lại ở vùng 56, 56.5. Khả năng sẽ kéo lại ở vùng 56.5. Rồi sau đó nó sẽ có một nhịp chỉnh cung ngắn ở đây, tức là chúng ta sẽ kiểm tra lại ở vùng 54 đến khoảng vùng 54.5. Xu hướng của nhịp này thì BVH là tương đối đẹp rồi, và quan điểm kỹ thuật thì nó sẽ hướng vùng 59.5 đến vùng 60. Thậm chí nhịp này thì chúng ta có thể kỳ vọng một cái target cao hơn ở đây, tức là nó có thể vươn về lại cái đỉnh cũ của nó ở đây, tức là ở khoảng vùng 68 đến khoảng vùng 70. Cổ phiếu BMI trong tuần thì chúng ta có nói ở đây là vùng 28.5 đến vùng 29.2, đây là hỗ trợ cái tuần ngắn. Trong tuần có những điểm chỉnh cung về quanh vùng 27, 28 thì đối với BMI ấy, thì cái quan điểm kỹ thuật là các anh chị cứ gom ở vùng hỗ trợ kỹ thuật thì sẽ ăn. Còn đua xanh thì hoặc là khi cổ phiếu về đến các cái vùng kháng cự rồi thì chúng ta hạn chế chúng ta đua. Đấy là quan điểm như vậy. Ví dụ trong cái nhịp cũ thì chúng ta có phân tích được cái vùng 34, 35, đây là cái vùng kháng cự thì chúng ta hạn chế mua, và đúng đúng là như vậy, thì về đến vùng này thì cổ phiếu này là bắt đầu chỉnh cung đó. Thì còn lại bây giờ về đến cái vùng này thì chúng ta lại mua vùng 28, 28.5, vùng 29, rồi có thể trong phiên chúng ta có thể đặt ở những cái vùng 27, thậm chí là nó có thể có những cái cây nến test sâu, nó có thể test về nền ở đây, đó là vùng 25 đến khoảng vùng 25.5 đó. Thì đây là sẽ là những cái cơ hội để chúng ta có thể thu gom, bắt thăm dò những cái vị thế cổ phiếu. MIG thì đã có chia cổ tức, và sau khi chia cổ tức xong, đây những cái trend ở trên này chúng ta vẽ trên này thì bây giờ chúng ta phải deal nó về dưới này. Thì nôm na là cái vùng Hùng có nói đây, vùng 27.3 xuất hiện dòng tiền lớn thì bây giờ nó sẽ quay về đâu đó khoảng vùng 22.5 đến khoảng vùng 23, và bên ấy đã chia cổ tức xong. Trong trong tuần thì chúng ta đây các cái vùng kháng cự và BMI đã có những cái điểm long lên, và khi gặp về vùng kháng cự ở đây, trong bản tin tuần thì cũng đã có đề cập rồi, gặp cái vùng kháng cự 28.5 ở đây thì nó sẽ có những cái điểm chỉnh cung kỹ thuật lại. Thì trong tuần đã có điểm chỉnh lại vùng 22.5 đến khoảng vùng 23 và có nhịp hồi, tuy nhiên nhịp hồi này thì khả năng là tuần tới nó sẽ tiếp tục
quay trở lại kiểm tra cung ở quanh vùng 25 năm à 225 đến khoảng vùng 23. Trong trường hợp nhịp trong trường hợp một cái vùng kỹ thuật ở đó mà nó không giữ được á, và thì nó có thể chúng ta vẫn phải tính toán ở quanh vùng 20 tròn, đúng không? 20 đây, vùng hỗ trợ đây. Thì cái nguyên lý vận động cổ phiếu nó như vậy thôi. Ví dụ trong cái nhịp test này thì các anh chị nhìn thấy đây, khi mà nó test về vùng 22.5 nó bị thủng thì nó sẽ về vùng 20. Và về đến vùng 20 thì nó test thành công, thì như vậy là nó sẽ không có hỗ trợ sâu ở dưới này nữa, tức là vùng 17, 18 ở dưới này. Còn trong trường hợp vùng 20 bị phá vỡ thì như vậy là chúng ta lại phải tính toán thêm ở cái vùng sâu hơn, đó là vùng 18. Ví dụ như vậy. Ở PVI giai đoạn này thì đánh đang hơi phập phù một tí, đang hơi phập phù vùng 47, 48 là vùng hỗ trợ kỹ thuật và vùng kháng cự ngắn ở vùng 52, 53 ở đây. Tức là nếu như các anh chị mà đang cầm thì chúng ta có thể tạm thời đánh ngắn như vậy, đánh trong một cái biên ngắn như vậy, ăn được khoảng tầm độ 3-4% trong một nhịp, tạm như vậy. Rồi chúng ta sẽ đi phân tích các mã cổ phiếu nhóm trụ và liên quan đến ngành bán lẻ, gồm có mã cổ phiếu PNG. Thì PNG là trong tuần vừa qua nó có chia cổ tức. Nhìn về mặt xu hướng thì trong nhịp này PNG hoàn toàn có thể cán lại cái vùng kháng cự của nó đây. Đó, vùng kháng cự của nó đây là vùng 125 đến khoảng vùng 127. Các anh chị em chú ý khi mà cổ phiếu PNG kéo về đây có hàng thì canh phải chốt. Và ở chiều ngược lại thì chúng ta cũng sẽ có một cái hỗ trợ kỹ thuật ở quanh vùng 110 đến khoảng vùng 112 đối với PNG. MWG cũng chia cổ tức. MWG trong thời gian vừa qua cũng đã có chia cổ tức, và sau khi chia cổ tức thì chúng ta đã đây này, cái chạc kỹ thuật mà trước khi chia cổ tức là nó nằm ở đây, những cái hình vẽ mà chúng ta nằm ở trên này, và sau khi chia cổ tức thì cổ phiếu, giá cổ phiếu nó đã rơi về đây đó. Vậy chúng ta sẽ phân tích theo cái giá sau chia. Thì nhìn chung ở vùng 78, 79, 80 đây là vùng kháng cự khá là dài của cổ phiếu MWG. Và cùng với đó thì chúng ta có hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 69 đến khoảng vùng 70. Các anh chị lưu ý ở đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật. Tuần này có hồi, tuy nhiên lực hồi này thì theo quan điểm về mặt kỹ thuật là nó sẽ quay lại, tuần tới nó sẽ quay lại, nó kiểm tra vùng 69 đến vùng 70. Tích lũy ổn định đó, và có thêm các tín hiệu kỹ thuật hồi ở đây thì chúng ta sẽ có thể canh gom thêm. Còn trong trường hợp nếu như có một cây nến đỏ mà nó thủng vùng 69 thì xu hướng trong trường hợp nó xuất hiện một cái cây nến như thế này, đó, ví dụ vậy, thì chắc chắn rằng là chúng ta phải tính toán cái vùng hỗ trợ về đây, đó là vùng 64 đến khoảng vùng 65. Phân tích kỹ thuật là gì thì cũng có nói với các anh chị rồi, đó là chúng ta sử dụng các cái tín hiệu kỹ thuật ở trong ngày theo các cái khung thời gian, ví dụ như là khung ngày, khung tuần và khung M5, ví dụ vậy, để chúng ta xem các cái tín hiệu kỹ thuật giao dịch, các cái tín hiệu nến ở trong phiên, và từ các cái tín hiệu giao dịch nến đó thì chúng ta sẽ phán đoán được xem rằng là cổ phiếu đang giao dịch ở ngưỡng tích cực hay là ngưỡng tiêu cực, thì đấy là phân tích kỹ thuật. Cổ phiếu PET sau một nhịp hồi thì PET trong tuần vừa qua nó cũng đã quay lại một cái nhịp test cung tương đối sâu, dự kiến thì nó sẽ test lại ở quanh vùng 35, nhưng trên thực tế thì đã có những nhịp chỉnh về quanh vùng 33. Và với đà này thì anh chị có thể hình dung ra đây, đây là một nhịp hồi từ vùng 30 lên đến vùng 45, và như vậy thì xu hướng cái nhịp này nó sẽ tả lại cung. Tuần tới thì sẽ phải có thêm những cái đánh giá phân tích ở quanh vùng 33 đến khoảng vùng 35. Đó, một cái nhịp hồi, một cái nhịp quay trở lại test cung ở đây. Xu hướng nếu như thị trường chung mà vẫn giữ được ở vùng 1150, đó, để 1150, 1190 thì khả quan là PET cũng sẽ có một cái nhịp tích lũy tương đối thành công ở nhịp này. DigiWall thì sau khi mà đạt được cái mark target 140 thì nó chỉnh về vùng 120, 120.5. Trong tuần vừa qua thì DigiWall đã gọi là có những phiên test tích lũy và nó bị thất bại ở vùng 122, 120. Khi thất bại ở vùng 120 thì nó sẽ đi về ở vùng 107 đến vùng 110. Phiên kết tuần thì nó cũng đã có những cái điểm lấy lại ở cái vùng hỗ trợ 120. Tuy nhiên là nó hồi như thế này là nó sẽ hồi với các anh chị. Và chính vì vậy hồi với nên là nếu khỏe thì tuần tới nó sẽ tả 1/2 cung, tức là nó sẽ tả lại ở khoảng quanh vùng 114. Còn nếu yếu thì nó sẽ tả hết cung, tức là nó sẽ về lại quanh vùng 107 đến 110 để tích lũy lại ở nhịp tiếp theo. Cổ phiếu HAX
nó cũng đã có một nhịp hồi, và nhịp này thì HNX trong tuần cũng đã trả hết ở vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 17 đến khoảng vùng 18. Chúng ta đã có phân tích ngắn hạn thì HNX có vùng kháng cự 20 và xu hướng về mặt kỹ thuật thì khả năng HNX sẽ đi ở trong một cái biên hẹp, đó là biên 17 đến khoảng biên 20, và chờ đợi thêm những cái tín hiệu kỹ thuật mà sau cái biên nó đi ở đây thì nó sẽ có tín hiệu. Ví dụ nó break được vùng 20 thì đấy là tín hiệu để xác nhận rằng là HNX đã tích lũy thành công đáy lần hai, tức là mô hình W ở đây. Ở cái mô hình W là một cái mô hình phân tích khá là kinh điển ở trong phân tích kỹ thuật, thì các anh chị có thể nhìn, chúng ta có thể nhìn lại đây đấy. Thì như thế nào gọi là mô hình W đây các anh chị? Đây này, nó giảm nhé, xong nó hồi này, sau nó quay lại nó test, và sau đó thì cái nhịp tiếp theo sau cái nhịp test thành công này thì nó có bước vào một cái trend tăng rất là đẹp đó. Và bao giờ cũng như vậy, các anh chị cứ view ra thì cổ phiếu sau một cái nhịp giảm á, đây ví dụ đây là vùng 27 là vùng hỗ trợ thì nó tăng, và sau đó nó test lại mô hình 27 ở đây bên này, nó test lại thành công thì bắt đầu nó mới đánh lên được vùng 38, và đây cũng là một cái mô hình W đó. Thì HNX ở đây cũng như vậy, chúng ta gọi là gì, chúng ta lấy những cái mô hình ở trong quá khứ để chúng ta kỳ vọng một cái mô hình ở trong tương lai. Đấy, câu chuyện về phân tích kỹ thuật nó là như vậy. Và chúng ta hiểu rằng là khi chúng ta thăm dò cổ phiếu ở vùng 17 đến khoảng vùng 18 thì chúng ta sẽ bắt ở một góc độ khoảng tầm 20 đến 30% tỷ trọng. Khi cổ phiếu break vùng 20 chúng ta tiếp tục giải ngân thêm. Đó, ví dụ như vậy, khi cổ phiếu break tiếp vùng 22 thì chúng ta sẽ tiếp tục giải ngân thêm. Và khi cổ phiếu thoát vùng 24 thì khi đấy chúng ta có thể mua full cổ phiếu. Đấy. Như vậy là chúng ta cứ hành, tức là từng từng cái tín hiệu một thì chúng ta mới bắt đầu, chúng ta mới tích lũy thêm cổ phiếu. Còn trong trường hợp ngược lại, nếu như tại vùng hỗ trợ kỹ thuật 17 đến vùng 18 mà chúng ta gom xong, chúng ta có những cái vị thế thăm dò mà cổ phiếu phát đi cái tín hiệu kỹ thuật như này, tức là nó bị phá vỡ vùng 7, như vậy là những cái phân tích về mặt kỹ thuật của chúng ta tại vùng 7 chúng ta đang bị sai. Và khi bị sai thì chúng ta phải có hai hướng để xử lý. Một là chúng ta SL, tức là chúng ta phải cắt lỗ ngay ở những cái thời điểm mà nó đang lỗ, những cái điểm gọi là điểm 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 rất là thấp. Thứ hai, nếu chúng ta ôm lại thì chúng ta phải xác định là cổ phiếu có thể sẽ phải về một cái vùng hỗ trợ khá là sâu ở vùng 12.5 đó. Vậy thì các anh chị, một số các anh chị có hỏi Hùng rằng là bây giờ chị đang lỗ khoảng 30-40% thì làm như thế nào, thì không có cách nào cả. Đó, một là chúng ta xử lý ngay cái lúc mà đây đây sẽ nó sẽ cho chúng ta nhận diện một cái điểm sai đầu tiên đó, thì chúng ta phải xử lý khi mà cổ phiếu bắt đầu bị mất vùng 16-17 đây. Chứ còn ví dụ chúng ta để, ví dụ chúng ta mua ở vùng 17-18 mà chúng ta để cổ phiếu rơi về khoảng vùng 8-9, vùng 10 dưới này rồi mà hỏi làm thế nào thì bắt buộc chúng ta phải cầm thôi. Đó, cái việc là về 12.5 và thậm chí là nó có thể về những cái vùng hỗ trợ vùng vùng thấp hơn ở dưới này, thì chúng ta hoàn toàn khi mà chúng ta xác định ôm lại ấy, thì chúng ta đừng có quan tâm là lỗ bao nhiêu đó, và chúng ta phải quan tâm đến là khi nào thì cổ phiếu có thể bật lại, và ở vùng hỗ trợ kỹ thuật nào thì chúng ta có thể cân thêm để chúng ta đảo hàng và chúng ta sử dụng phương pháp chém cá trên thớt đấy. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu đi sang phân tích một nhóm ngành cũng tương đối là quan trọng và cũng có cái sự quan tâm khá là lớn của nhà đầu tư, đó là nhóm ngành thép. Thì các anh chị cũng biết rằng là hiện tại giá thép thế giới đang giảm các anh chị, và giá thép thế giới cũng đang mò đáy ở 4170, à hình như là vậy, 4170. 4170, nhóm thép đang có xu hướng dò lại đáy ở khoảng nhóm thép thế giới ở 4170 đến 4200 và sau đó mới đánh giá khả năng phục hồi. Nhóm thép đang dò đáy, các tài khoản cầm thép thì có thể bắt vị thế thăm dò thêm 20 đến 30% quanh các cái vùng hỗ trợ đã phân tích. Thì đối với nhóm thép ở trong thời gian hiện tại là nó đang dò đáy, chính vậy nên là chúng ta cũng bắt theo một cái phong cách, đó là gì? Phong cách đó là dò đáy để chúng ta dò thử xem những cái điểm mua ở đây chúng ta có thành công hay không. Thì quan điểm về mặt kỹ thuật là những cái điểm dò đáy thì chúng ta sẽ phải bắt từ từ, và đến khi mà cổ phiếu phát đi những cái tín hiệu kỹ thuật để giúp cho nhận diện cái xu hướng cổ phiếu nó tốt hơn thì cái đó chúng ta mới giải ngân mạnh hơn. Thì đấy là cái cách chúng ta thi đấu ở trên thị trường chứng khoán. Thì đối với HPG trong tuần vừa qua chúng ta có nói đến vùng 20.7 và cổ phiếu này đã chạm về vùng 20.7. Ở đây nó có một kháng cự ngắn ở đây là vùng 22, phiên nay có đánh về vùng break vùng 22 nhưng kết phiên thì nó lại bị lùi lại vùng 21.5, lực cầu thì đang tương đối là thấp ở trong phiên ngày hôm nay.
Thì xu hướng hiện tại thì sang tuần tới Hòa Phát có thể tiếp tục có những cái điểm đánh ở trong biên hẹp 20.7 đến khoảng biên 22. Và chúng ta phải chờ thêm các cái tín hiệu kỹ thuật để xác nhận được rằng Hòa Phát có đánh vượt được vùng 24, 25 và cái cản cuối cùng ở đây là vùng 26. Khi mà cổ phiếu này vượt thoát được vùng 26 thì khi đó chúng ta mới thực sự mới đánh giá rằng là Hòa Phát đã có một cái chu trình tạo đáy xong. Đó, nhưng trong trường hợp ngược lại, sau một cái hình răng cưa này mà nó có một cây nến mà nó bị đè gãy vùng 20.7 thì như vậy là cổ phiếu Hòa Phát sẽ tiếp tục chỉnh giảm, và các anh chị lưu ý như vậy. NKG trong tuần vừa qua chúng ta có nói đến vùng hỗ trợ ở đây đó là vùng bao nhiêu? Vùng 16, 16.5, và cổ phiếu này đã đi ở trong cái biên này tích lũy tương đối là tốt. Cây nến kết tuần thì hơi tiếc một tí, nếu nó đóng được khoảng tầm trên 18 thì khả năng nhìn nó sẽ khỏe hơn. Nhưng nó đóng cửa cũng không được ở giá cao nhất. Tuy nhiên nó vẫn đạt được ở cái mức 16, 16.5 cộng. Về xu hướng thì trong nhịp này Nam Kim có thể hồi lại về quanh 18, 18.5 và sau đó nó sẽ bắt đầu nó có những cái nhịp đi hình răng cưa. Đó thì các anh chị có thể nhìn thấy đây, ở đây cũng là một cái nhịp mà Nam Kim đã phục hồi. Ok các anh chị, và sau đó thì nó bắt đầu đi vào những cái nhịp test cung ở trong một cái biên tương đối là hẹp ở vùng 22.3 đến khoảng vùng 24. Đó thì đến thời điểm hiện tại cũng như vậy, nó cần phải đi ở trong cái dải hẹp này, và cuối con đường đó nó phát đi tín hiệu kỹ thuật như nào thì chúng ta sẽ tính tiếp. HSG hiện tại có thông tin là công ty con của anh Vũ đang thoái khoảng tầm 10 triệu cổ phiếu, chính vậy nên là nó cũng đã có những cái tác động giá ở trong cái nhịp chỉnh giảm ở trước đây, nhịp chỉnh giảm này. Còn ngắn hạn, trong tuần chúng ta có nói đến vùng hỗ trợ kỹ thuật 13, 2 đến khoảng vùng 14, đấy sẽ là những vùng mà Nam Hòa Hoa Sen, Hoa Sen đã chỉnh giảm về đây, và trong tuần vừa qua thì Hoa Sen cũng đã có một cái lực bắt đáy ở phiên ngày 21 tháng 6 tương đối là tốt. Nhìn về mặt xu hướng như thế này thì Hoa Sen có thể kéo lên khoảng quanh vùng 16.5 và sau đó nó cũng bắt đầu đi hình răng cưa, nó đi hình răng cưa và hình răng cưa mà nó không thủng vùng 14.5 thì như vậy là tín hiệu khá là đẹp, và chúng ta chờ đợi một cái ngày nào đó mà ví dụ như đấy, nó đi ngang tích lũy như này và Hoa Sen vượt thoát được những cái vùng hỗ trợ vùng 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 kháng cự kỹ thuật ở đây, ví dụ như khi mà nó vượt thoát được cái vùng 20 chẳng hạn, đó nó vượt thoát được cái vùng 20 thì đấy sẽ là một cái tín hiệu kỹ thuật rất là tuyệt vời với những cái điểm mà chúng ta thu gom ở dưới này, tức là quanh vùng 13.2, 13.3, đó 14, 15, đấy sẽ là những cái vùng mà thu gom. Cổ phiếu TVN, TVN thì chúng ta có dự báo ở vùng 6.7 đến vùng 7 sẽ là vùng hỗ trợ kỹ thuật. Tuần vừa qua thì nó không về đến vùng 6.7, không về đến vùng 7 và nó đã có một cái nhịp long ngắn ở đây. Tuy nhiên khi chạm về vùng 8.5 thì đây sẽ là vùng hỗ trợ, vùng kháng cự ngắn và khả năng nó sẽ quay về nhịp test cung và nó cũng sẽ hình thành một cái mô hình răng cưa ở trong một cái biên hẹp. Và sau cái mô hình đó thì chúng ta sẽ tiếp tục bám sát thêm. Hiện tại thì cầu đang thấp như này thì cũng khó để mà chạy chạy mạnh lắm. Xu hướng tích lũy. Cổ phiếu TLH trong tuần chúng ta nói đến vùng 8, thủng vùng 8 thì sẽ có vùng 6. Tuy nhiên vùng 8 thì hiện tại chưa có thủng. Trong phiên ngày thứ tư có những thời điểm là cổ phiếu TLH có thủng dưới 8 nhưng kết phiên thì nó vẫn đóng ở cửa trên 8 cộng và cây nến tuần thì đang đóng ở 8.7. Như vậy thì TLH cũng hoàn toàn có thể hình thành một cái mô hình test răng cửa ở đây, đó là nó sẽ long lên ở khoảng quanh vùng 9.5, sau đó thì nó sẽ tiếp tục quay trở lại test lại ở vùng 8 đến khoảng vùng 8.2. Đây là những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật mà chúng ta sẽ tiếp tục bám sát ở trong tuần giao dịch tiếp theo. Ở nhóm ngành xi măng chúng ta phân tích hai mã cổ phiếu BCC thì trong tuần vừa qua BCC đã về đến cây nến sâu nhất ở đây, đó là vùng hỗ trợ trung hạn ở vùng 12. Đó thì khi cổ phiếu về đến những cái vùng hỗ trợ này thì chúng ta canh gom và về đến vùng kháng cự ở đây các anh chị, vùng 18 chúng ta có phân tích vùng kháng cự 18 ở đây thì chúng ta canh chốt. Đó, cái cách tiếp cận vấn đề nó là như vậy. Thì đối với BCC với những tài khoản chúng ta đang cầm thì chúng ta có thể canh ở quanh vùng 14, rồi có thể đặt chờ quanh vùng 13 và thậm chí có thể đặt chờ quanh vùng 12. Đó thì nó sau một cái nhịp mà nhịp chết ngắn này, đó long ngắn rồi thì bao giờ nó sẽ có một cái nhịp nhịp sọc lại như vậy, đó cái nhịp sọc lại như vậy để kiểm tra lại cung cầu, và đấy sẽ là những cái điểm mua tối ưu nhất ở trong phân tích kỹ thuật. Đó.
mua ở những điểm test. Đối với em HT1 chỉnh về hỗ trợ 14 đã có một nhịp long lại, thì cái vùng 15.5 đến vùng 16 trước đây nó là vùng kháng cự, thì bây giờ nó sẽ trở thành cái vùng vùng hỗ trợ, thì bây giờ nó sẽ trở thành cái vùng kháng cự ngắn. Tuần tới khả năng nó sẽ có những cái điểm test kỹ thuật lại ở quanh vùng 15, tích lũy ổn định thì chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá lực cầu của HT1. Muốn đánh thì nó phải rơi vào khoảng tầm độ trên 2,5 triệu cổ phiếu trên một phiên đó, thì đấy sẽ là những cái thời điểm mà nó sẽ xác nhận là HT1 sẽ vào những cái trend sóng đấy. Còn hiện tại thì chưa có cái tín hiệu bẻ nền nên là nó cũng đang bẻ từ từ. Cái cách bẻ từ từ thì đây là Hùng sẽ mô phỏng các anh chị nhé, cái cách đi của một cái mã cổ phiếu á, mà khi mà nó tạo đáy á, rồi sau đó nó sẽ đi như này, kiểu như vậy, và cái vùng 14 này nó đảm bảo được rồi nó đi như vậy, và sau đó dần dần nó sẽ zig zag. Đó, nó sẽ zig zag và nó sẽ cho chúng ta những cái tín hiệu kỹ thuật để xác nhận rằng cổ phiếu này tạo đáy xong, thì đó là những cái thời điểm mà nó chạm vùng 18 và nó chỉnh về vùng 17 và tiếp tục break lên vùng 18 đó, với một cái lực cầu xác nhận đâu đó ở tương lai, đó ở thì tương lai, thì đấy sẽ là những cái thời điểm mà chúng ta có thể gom full. Còn trong những cái thời điểm mà cổ phiếu test cung tạo nền tích lũy, ví dụ như là vùng 14 là vùng hỗ trợ chúng ta có thể gom này, vùng 15 chúng ta có thể gom, rồi tuần tới có những điểm test cung lại quanh 15 chúng ta lại gom tiếp, ví dụ vậy, nó lên những cái hình đăng cưa như này, thì đấy sẽ là những cái thời điểm mà chúng ta gom từ từ. Và các cái nhịp gom á, thì nó lại còn phải đi với bối cảnh tổng thể của vị chỉ số VN Index, đó đi kẹp với nhau. Và vì sao lại đi kẹp với nhau thì tí cuối bản tin thì cũng sẽ phân tích cái mối liên hệ đấy nha anh chị. Rồi đến nhóm ngành dầu khí, đến nhóm ngành dầu khí cũng là một nhóm ngành rất là quan trọng. Thì đối với nhóm ngành dầu khí thì cũng có phân tích rồi, cũng có nói đề cập rồi, đó là nhóm ngành dầu khí thì thông thường là nó sẽ đi theo những cái nhịp tăng và nhịp giảm của WTI. Đó, chủ đạo nó sẽ đi theo những cái hướng này. Thì đối với WTI sau khi mà nó có một cái nhịp long tương đối mạnh về vùng 125, tức là về đến gần vùng đỉnh cũ ở đây, thì WTI cũng đang bắt đầu có một cái nhịp chỉnh. Và trong tuần trước thì nó đã bị thủng vùng 114, chính vậy nên là xu hướng khi mà thủng vùng 114 á, thì nó sẽ có xu hướng ở vùng 100 đến khoảng 102. Hiện tại thì đang có hai cái nến hồi, Hùng không có bật cái phần mềm cập nhật trực tuyến khi làm online, nên là cái giá này là cái giá lúc chiều đó. Thì cái cách mà WTI nó tiếp cận lại thì khả năng là sau một cái nhịp hồi này thì nó cũng sẽ có một cái nón úp nhỏ nhỏ đây đó, rồi nó sẽ kiểm tra lại cung cầu ở bên này và có phục hồi hay không, thì nó phải đảm bảo được cái mốc ở đây, đó là mốc 100 đến 102.5. Phải đảm bảo được và không bị phá vỡ. Ở hiện tại thì cái mức độ căng thẳng về giá năng lượng ở trên thị trường thế giới cũng đang khá là căng, đúng không anh chị? Chúng ta đều hiểu rồi. Khi mà cái xung đột lợi ích và xung đột quốc gia giữa các cái quốc gia nó có những cái mối liên hệ với nhau, nói chung là nó móc xích với nhau, và hiện tại thì ngay tại thị trường Mỹ, ngay tại người dân Mỹ cũng đang chịu một cái áp lực cực kỳ lớn về lạm phát, chịu một cái áp lực cực kỳ lớn về cái sự tăng giá của giá nhiên liệu xăng dầu đó các anh chị, và Fed đã phải buộc phải tăng lãi suất, và khi tăng lãi suất như vậy thì nó sẽ đẩy cái nền kinh tế vào những cái hệ lụy rất là khó khăn, và nó cũng sẽ có những cái tác động lên thị trường chứng khoán đó. Và lý giải một cái nguyên nhân mà chứng khoán Mỹ trong thời gian vừa qua chỉnh giảm thì đấy là một phần nó thể hiện một cái phần về cái thị trường kinh tế đó, toàn cầu nói chung và nó nền kinh tế của Mỹ nói riêng đó. Bên Mỹ họ cũng đang phải chịu những cái áp lực cực kỳ lớn về lạm phát, và khi mà WTI nó hình thành một cái nhịp chỉnh nghỉ ngơi như thế này thì nhóm P cũng như vậy, nhóm P cũng sẽ hình thành một cái nhịp chỉnh, đúng không ạ? Và cái nhịp chỉnh đó thì nó sẽ đi về đâu, đúng không? Và những cái hỗ trợ như thế nào? Thì đầu tiên chúng ta sẽ nói đến GAT, và Hùng đã có lưu ý với các anh chị rồi, GAT là một cái chỉ báo rất quan trọng của nhóm P. Và khi GAT kéo thì thông thường là nhóm P sẽ có một cái nhịp tăng cực kỳ tốt, và khi GAT bắt đầu có cái tín hiệu phân phối thì chúng ta lưu tâm, khi GAT có những tín hiệu phân phối chúng ta lưu tâm, đúng không ạ? Và trong tuần vừa qua thì khi mà GAT phiên kết tuần này GAT kéo một cây nến rất là hùng dũng, thì Hùng có nói rồi, kiểu gì ông này cũng sẽ chỉnh, ít nhất là ông chỉnh về 128.5, còn sâu hơn sẽ chỉnh vùng 125.
Đó thì trong phiên giao dịch ngày thứ hai là nó lấp về 125 luôn, và đến phiên ngày thứ ba thì nó tiếp tục về 120, và đến phiên giao dịch ngày thứ tư thì nó nhấn thêm một cây nữa là suýt soát về đến vùng hỗ trợ. Đây đó là vùng 108 đến khoảng vùng 110. Ok các anh chị, như vậy là gap đã chỉnh đó, gap đã chỉnh. Và khi gap chỉnh rồi thì đương nhiên nó sẽ kéo theo cả nhóm P sẽ gặp khá là khó khăn. Với tín hiệu kỹ thuật hiện tại của gap thì gap sẽ quay trở lại vùng 108.5 110 trong tuần tới, chắc chắn là sẽ quay lại test ở đây. Test thành công có thể nó sẽ kéo lại, và nó luôn có những cái nhịp bull trap như này. Đấy là những cái nhịp mà phần đa là nó đánh về mặt chỉ số. Đấy. Và điểm kỹ thuật sâu hơn của gap đó là vùng 103.5. Đó là hai điểm chỉnh cung mà chúng ta sẽ tính toán đối với gap ở trong tuần tới. Đối với PLX đó thì các anh chị nhìn thấy đây, khi mà WTI tạo đỉnh á, đó thì bắt đầu nó chỉnh thì nhóm P nó bắt đầu nó cũng sẽ gọi là lụi theo giá P, giá WTI. Và hiện tại thì WTI có hồi thì PLX cũng có hồi, và sau đó thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ chỉnh cung. Theo quan điểm của Hùng thì nó sẽ trả lại ở quanh vùng 38.5, hoặc điểm sâu hơn sẽ là vùng 37 của PLX. Cổ phiếu PVT cũng đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 23 và bây giờ nó chỉnh. Chỉnh thì trong tuần vừa qua là nó có hai mức chỉnh, một là vùng 19.2. Vùng 19.2 thủng thì sẽ có ở vùng 18. Cổ phiếu PVT có hồi, tuy nhiên là đường mác thì nó cũng chưa thu hồi được đáng kể là bao nhiêu, và cái xu hướng đường mác vẫn đang cắm đầu đi xuống. Chính vì vậy nên khả năng thì PVT sẽ có những cái điểm test cung kỹ thuật lại ở khoảng quanh vùng 18 vào tuần tới, và chúng ta sẽ đánh giá thêm hỗ trợ này. Phân tích luôn mã cổ phiếu PVB thì PVB cũng đã tạo đỉnh ở vùng 19 và nó cũng bắt đầu có một cái điểm chỉnh kỹ thuật đó, và tuần này thì nó cũng đã chỉnh lại về vùng 3.5, vùng 14. Thì về vùng này là hoàn toàn chúng ta có thể bắt thăm dò đó. Đó, chúng ta có thể bắt thăm dò, bởi vì đâu, bởi vì sao đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật. Ở chúng ta mua ở vùng này thì nếu có chết ấy, thì nó cũng sẽ chết nhẹ nhàng hơn so với những đồng chí mà coi như là ăn ở vùng 19 đúng không ạ? Về đến vùng kháng cự này thì còn 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 cắm đầu cắm cổ mua làm gì nữa, về đến hỗ trợ này mua này. Đó. Ít nhất là chúng ta tuần vừa qua chúng ta mua 13.5 đến 14 là chưa bị lỗ, kết tuần vẫn 12 15.2 lãi nhẹ đúng không ạ? Ở cổ phiếu PVC thì cũng trong các cái bản tin tuần trước cũng có đề cập đến cổ phiếu này đúng không anh chị, và chúng ta có nói đến vùng vùng kháng cự 25 26 canh mà chốt. Đấy, và đến cái vùng đấy nó chốt thẳng cẳng luôn, nó chốt tí đã luôn đúng không ạ? Và về đến vùng này rồi thì mua làm cái gì nữa? Và những cái tài khoản mà chắc chắn mua ở vùng 26 thì bây giờ nó đạp về vùng 15 này là hốt lắm rồi này. Đó, hốt lắm rồi. Và thậm chí là cắt cắt lỗ đúng đáy. Đấy, về đến vùng 15 là thôi hoảng quá, không 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 ấy nữa thì lại bắt đầu bán. Đó, bán thì nó lại bắt đầu chơi cái bài là từ vùng 15. Đấy, từ vùng 15 nó lại đánh lên vùng 17. Rồi nó răng cưa, lì là nhằng ở đây phát nữa rồi có thể là nó sẽ kéo, ví dụ như vậy. Thì đấy sẽ là những cái cách để chúng ta nhận diện được cái vùng nào chúng ta nên mua cổ phiếu và vùng nào thì chúng ta nên bán ra cổ phiếu các anh chị. MPVS phân tích cũng khá là sát ở vùng 30 32 đến vùng 33 34 là đỉnh. Nó chỉnh cung nhịp 1 về 28 và dự kiến hồi lại lần 2 lên vùng 32. Về vùng 32 thì lưu ý chốt chốt nhịp 2 thì nó sẽ về vùng 28, thủng vùng 28 thì nó sẽ về vùng 20 mấy đấy ta. Về vùng 24.5 25.5. Thủng vùng 25.5 thì nó sẽ đi về ở vùng 21.5 đến vùng 22, và tuần vừa qua thì nó đi khá là sâu về vùng 21.5 vùng 22. Có một cái hồi, tuy nhiên cái hồi này thì nó cũng chưa thực sự nói lên cái xu hướng, nên tuần tới và các tuần tiếp theo khả năng là PVS sẽ tiếp tục quay về trở lại ở quanh vùng 22 đến khoảng vùng 22.5. Điểm sâu hơn có thể phải tính toán trong trường hợp khi mà nó về đến đây ấy, mà nó kiểu mà nó mấp máy hoặc nó bị phá vỡ cái vùng này thì chắc chắn là nó sẽ phải tính toán ở vùng 19.5, vùng 20. Nhưng trước mắt thì chúng ta sẽ ngắm đến ở cái vùng 20 vùng 21.5 đến khoảng vùng 22.
PVD chúng ta có phân tích lên được đến vùng 24 và cái target 26 thì chưa hoàn thành, và đến vùng 24 thì nó chốt chốt đó. Bản đến tuần chúng ta phân tích điểm chỉnh đầu tiên ở 21.4, thủng 21.4 thì chúng ta tiếp tục phân tích ở vùng 19. 19 mà quang tèo thì nó sẽ đi về ở đây, đó là vùng 17 17.5, và hiện tại thì hình như là trên bản đến tuần chúng ta đang dừng lại đây vùng 7.5. Và cũng có một điểm mà hồi, tuy nhiên điểm hồi này thì chưa thực sự là thuyết phục, nên tuần tới nó sẽ test lại ở khoảng quanh vùng 16. Thủng vùng 16 thì nó sẽ đi về lại vùng 14, 14.5, và nó bắt đầu xây cái hình răng cưa ở đây, và chúng ta sẽ đánh giá thêm cái khả năng tích lũy tạo nền. Và khi PVD mà về đến khoảng vùng 14, 14.5 thì khả năng là lực cầu bắt đáy nó sẽ khá là nhảy vào tương đối lớn. Đó, và chúng ta phải chờ đợi thêm, ví dụ đường MACD lúc đấy nó phải đây các anh chị nhìn này, tức là cái cách đó, bây giờ mình sẽ vẽ một cái đường MACD nó khá là uốn lượn nhá. Ví dụ nó đi này, rồi nó sẽ đó, nó sẽ uốn lượn này đó, đến một ngày đẹp trời nó uốn thế này đó. Thì cái câu chuyện là phải khi nào nó cái đường đường xanh này nó sẽ chập chập lại đây, ví dụ thôi đó, thì khi đó thì chúng ta mới mua. Đường MACD nó đang kiểu đấy, cái này là vẽ nhá, vẽ theo hình kiểu kiến trúc đấy. Đấy. Vậy thì đây sẽ là những cái thời điểm nào, đâu đó ở đâu đây xa xa tí à, đúng không? Thế thôi, chứ chúng ta cũng không cần phải vội vàng cố đấm ăn xôi khi mà đường MACD hoặc là một số các tín hiệu kỹ thuật khác mà nó đang cắm đầu đi xuống như này, chúng ta sẽ hạn chế. Tiếp theo chúng ta sẽ nói đến OI. Thì hiện tại là trong tuần vừa qua đã về đến vùng 11.5 đến vùng 12, đó là vùng hỗ trợ của khoảng gần một năm vừa qua, chúng ta tính từ tháng tháng 3 đó, và bây giờ tháng 6 tức là hơn một năm. Thì cứ mỗi lần mà OI chạm về 11.5 đến vùng 12 là bật. Đó thì đấy cũng là một cái tín hiệu cơ sở, và chúng ta sẽ chờ thêm những cái tín hiệu đường MACD nó có những cái tín hiệu đảo chiều, ví dụ vậy. Thì tại cái vùng hỗ trợ này thì chúng ta cứ gom dần dần, rồi khi nào mà đường MACD nó có những cái tín hiệu đảo chiều đây, ví dụ nó đảo chiều sang xanh này, thì đấy là thời điểm mà chúng ta múc mạnh hơn. Đấy, đâu có cần nhiều các cái chỉ báo kỹ thuật đâu, để nhìn đường MACD là chúng ta cũng có thể đánh được rồi, đánh giá được căn bản cái xu hướng cổ phiếu rồi. BSR thì trong bản tin tuần chúng ta có nói đến là quan về mặt quan điểm kỹ thuật là BSR có khả năng có một cái target ở vùng 34. Tuy nhiên là chúng ta nhìn thấy rằng đây sẽ là đang là những cái phiên người ta gọi là phân phối đi ngang, có những cái điểm long và điểm short ở quanh một cái biên nào đó, thì đấy sẽ là những cái tín hiệu mà tương đối là nguy hiểm đối với mã cổ phiếu. Khi mà cổ phiếu đang vận động ở vùng đỉnh mà nó gặp cái tín hiệu này thì đấy cũng có thể xem xét để chúng ta chốt. Và trong tuần thì BSR đã có thời điểm mất vùng 28.5 đến khoảng vùng 29, và khi điểm này bị mất thì xu hướng của nó sẽ là ở vùng 25.7 đến khoảng vùng 26. Tuần này BSR có hồi, tuy nhiên khi nó hồi thì nó chạm lại vùng 28.5, vùng 29 ở đây, thì nó lại vô hình dung nó trở thành cái vùng kháng cự ngắn, nên là tuần tới thì cái xác suất mà BSR trả cung lại là rất là cao ở quanh vùng 27, và thậm chí là nó có thể quay lại ở đây ở vùng 25.7 đến khoảng vùng 26. Và nhìn nếu như nhìn tổng quan và chúng ta nhìn xa xa hơn một tí thì nhịp này BSR sẽ có thể rơi về khoảng vùng 23, 23.5. Về đến đây thì nó bắt đầu hình thành một cái nhịp tích lũy hình răng cưa ở đây, và nó phục hồi đi lên, thì đấy cũng là một cái ý đồ theo quan điểm kỹ thuật cùng là khá là hay. Và chúng ta sẽ chờ thêm những cái miếng đánh của BSR ở quanh vùng 27, 25.7 để chúng ta đánh giá. PUVK ở trong thời gian vừa qua thì PUVK cũng đã có một cái dòng tiền đánh tương đối lớn ở trung bình khoảng tầm 30 triệu cổ phiếu trên một phiên, 3 triệu cổ phiếu trên một phiên. Và với một cái lực đánh như vậy thì chúng ta kỳ vọng ở những cái tuần cũ là cũng có phân tích rồi, đó là vùng 14.6 và vùng 14.3, đấy là những cái vùng mà có thể canh gom thêm để hướng về target ở khoảng 17. Và trong tuần vừa qua thì nó chỉ đi về được vùng 16 cộng thôi, và đây là một cây nến nó thể hiện một cái sự suy yếu. Và đương nhiên khi mà cổ phiếu bị phá vỡ những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật, ví dụ đây đang đến phiên ngày 15 là nó bị phá vỡ luôn cái vùng 15 ở đây, ở phiên ngày thứ hai, phiên ngày thứ ba là bị phá vỡ luôn 15, thì đấy là một tín hiệu kỹ thuật xấu, và POVK đã bị đạp ba cây sàn, thậm chí cả cây ngày hôm nay chúng ta cũng có thể tính một cây gần sàn.
Tuy nhiên ba cái sàn đó thì nó sẽ đưa POV về ở quanh vùng 12.5, vùng 11.5 đến vùng 12. Đây sẽ là những cái vùng chúng ta gom. Chúng ta gom dần dần. Vì sao lại như vậy? Bởi vì chúng ta nhìn thấy đây, đó ví dụ như vậy, ở nhịp bên này thì chúng ta cũng về đến vùng này chúng ta gom gom thì đâu đó là chúng ta cũng ăn được khoảng tầm trên 10 15% ở đây, đúng không? Từ vùng 12 mà đánh lên khoảng vùng 16. 4 trên 12. Ô căng phết đấy. 33% các anh chị nhìn nhịp bé bé này mà 33% đấy. Đó thì về đến bên này cũng như vậy, và khi cổ phiếu POK quay trở lại vùng 12.5 thì chúng ta có thể gom một ít này. Về 12 và 11.5 thì đấy sẽ là những cái vùng gom kỹ thuật của POVK. Rồi, nhóm P chúng ta phân tích xong, và bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến nhóm tiếp theo, đó là nhóm banh và nhóm ngành chứng khoán. Đó. Là chúng ta sẽ đi phân tích banh trước. Thì trong cái thời điểm hiện tại, nếu như chúng ta Hùng sẽ mở một cái mã cổ phiếu công thương CTG. Nếu như chúng ta nhìn chúng ta nhìn tổng quan thì chúng ta thấy như thế này. Đây Hùng nhìn Hùng đưa các anh chị một cái view view tổng quan. Ở view tổng quan thì nhìn chung là banh vẫn đang nằm trong trend giảm các anh chị. Đó. Đó. Nhìn chung là như vậy. Đó, các anh chị nhìn thấy đây. Đó. Nó vẫn nằm trong một cái trend kỹ thuật giảm, và nó sẽ giảm đến khi nào? Các anh chị nhìn thấy đây này, một cái nhịp mà công thương nó giảm từ vùng 28 và đi về đâu đó khoảng đây, xem lại đây là vùng bao nhiêu. Ok các anh chị, ở khoảng vùng 13 đi, đó thầy phân tích quanh vùng 13. Thì sau một cái trend mà nó đạp như vậy thì nó, các anh chị nhìn thấy này, nó cần một cái thời gian xây nền. Đó các anh chị nhìn thấy đây, đây là một cái thời gian xây nền mất khoảng mất 1 năm các anh chị, mất 1 năm. Đó, sau một cái trend mà nó đạp mạnh thì nó xây nền mất 1 năm, nó xây nền mất 1 năm thì nó mới có một cái con đại sóng. Đó, các anh chị là có con đại sóng ở đây. Vậy thì ấy, bây giờ các anh chị nhìn thấy này, nó chưa có cái nền nào đây cả, đúng không? Chúng ta có thể nhìn thấy đây, nó chưa có một cái nền nào đây cả. Nó đang là những cái cây long sọt, tuần sọt, tuần long, quần sọt, tuần son. Thì chưa 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 nhìn thấy một cái cơn sóng to ở đây đâu các anh chị. Đây chỉ mới là cả những cái sóng hồi. Có chăng thì đây cũng sẽ chỉ là những cái sóng hồi, và những cái sóng hồi đó thì nó lại sớm bị vùi dập, và phải trừ khi mà chúng ta, các anh chị lưu ý là để có một cơn đại sóng thì cổ phiếu công thương đã phải xây nền mất 1 năm. Đấy các anh chị, công thương xây nền mất 1 năm. Ok, hôm nay chúng ta sẽ có thể là không cần phải phân tích quá nhiều cổ phiếu đâu, nhưng mà chúng ta sẽ đưa ra cho các anh chị những cái view đó, những cái view để chúng ta thấy rằng là khi mà nó vẫn cứ sọt 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 đây này, đó ví dụ vậy, đây đây là những cái điểm sọt sọt như này. Đây cũng là một cái mô hình các anh chị nhìn thấy nhá, nó sọt này, nó hồi 2 tuần này rồi nó sọt này, thì đây nó sọt này, nó hồi 2 tuần rồi nó sọt. Vậy thì ở sau những cái điểm sọt đó thì nó cần phải có một cái hành trình tích lũy. Đó, trước một cái cơn đại sóng thì các anh chị thấy đây. Ví dụ đây là nó tích lũy cũng khoảng mất nửa năm. Đấy, ví dụ như vậy, BIDV tích lũy mất nửa năm ở đây. Quanh một cái biên từ vùng 23.5 đến khoảng vùng 25. Đấy, nó tích lũy mất nửa năm để nó hình thành một cái cơn đại sóng ở đây, ví dụ như vậy. Đấy là những cái khoảng thời gian. Vậy thì chúng ta nhìn trên chart tuần như thế này. Đó, trên chart tuần như thế này thì chúng ta dự báo thôi, tức là chúng ta tìm tìm kiếm một cái nền tảng hỗ trợ kỹ thuật nào đó để chúng ta phân tích. Và từ cái nền tảng đó, cổ phiếu có tích lũy thành công hay không, có tích lũy ổn định hay không. Đó các anh chị nhìn thấy đó, sau một cái nhịp giảm giảm lớn, giảm to hay giảm như thế nào thì cũng đều nhìn thấy một cái hành trình tích lũy. Ví dụ như sau một nhịp giảm này thì BIDV phải tích lũy ở đây các anh chị, đây là mấy tuần đấy ạ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tuần. 9 tuần là nó tương đương với khoảng gần 2 tháng trời BIDV tích lũy xong thì nó mới có hình thành một cái sóng tăng ở đây. Đó. Vậy thì chúng ta đâu có phải vội vàng đúng không các anh chị? Đâu có phải vội vàng đúng không ạ? Đúng không? Ví dụ chúng ta dự báo rằng vùng 30 sẽ là vùng tích lũy của cổ phiếu thì xin thưa với các anh chị là BIDV muốn chạy á thì cần thêm 9 tuần nữa. 9 tuần nữa. Đó, ít nhất 9 tuần nữa ở đây. Vậy 9 tuần nữa nó sẽ tương đương với 2 tháng nữa.
2 tháng nữa thì chúng ta tha hồ chúng ta mua, đó, chúng ta không phải vội vàng cái gì cả. Đó, vậy thì cũng đã đưa cho các anh chị một cái góc nhìn như vậy để chúng ta thấy rằng là chính những cái quá trình mà anh nhà đầu tư nóng vội và liên tục giao dịch thì đấy sẽ nó sẽ phát sinh những cái sai lầm. Còn sau một cái thời gian mà chúng ta nhìn thấy cái sự tích lũy tốt của cổ phiếu thì đấy sẽ là những cái trend rất là đẹp và đưa chúng ta đến những cái thành công rất là lớn. Đó, chúng ta cứ bình tĩnh. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi view các mã cổ phiếu Vietcombank. Vietcombank nhìn chung thì nó chỉ là gì ạ? Dưới nhịp thôi, những cái điểm đi thôi, và ở vùng hỗ trợ kỹ thuật ở quanh vùng 74-75, vùng kháng cự ở quanh vùng 79-80 và thậm chí là vùng 82 ở đây, nó sẽ đánh theo cái hình răng cưa trong cái giai đoạn hiện tại như vậy thì anh chị mà đánh T0 hoặc đánh T1 thì được, cứ thế mà đảo thôi. MBB ở trong thời điểm hiện tại có phân tích vùng hỗ trợ 22 đã có nhịp hồi, và nhịp hồi này thì đã đưa MBB về lại vùng 24-24.5 đến vùng kháng cự ngắn. Khả năng tuần tới MBB sẽ chỉnh lại quanh vùng 23-23.3. Bit trong phiên ngày hôm nay thì đánh khá là tốt, tuy nhiên kết phiên lại hơi xấu nhỉ, 31.2 đã có lúc lên vươn lên được vùng 32 rồi. Thì BIDV trong thời điểm hiện tại các anh chị quan tâm cho vùng hỗ trợ 29.5 đến vùng 30 và biên kháng cự ngắn ở đây đó là biên 32. Và nó đánh được ở trong cái biên này là tốt, và cái cách để mà chúng ta nhận diện được cái xu hướng tích cực đó là gì ạ? Sau đó thì nó sẽ có những cái tín hiệu, ví dụ nó phải đánh được vượt thoát vùng 33.5 đó, rồi sau đó nó lại vượt thoát tiếp cái vùng 36 ở đây, thì như vậy đó là nó sẽ xác định rằng là BIDV đã tích lũy thành công. Tuy nhiên trong trường hợp ngược lại chúng ta cũng phải đặt trường hợp tình huống xấu, đó là gì? Nó bị phá vỡ vùng bao nhiêu? Vùng 29.5. Hoàn toàn có thể như vậy, đó, khi mà phá vỡ vùng 29.5 thì chúng ta bảo như vậy là BIDV nó bị xấu rồi, và xấu rồi thì chúng ta phải làm gì, đó, tùy các anh chị. Đối với công thương, tuần vừa qua chúng ta cũng đã có nói đến vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây 21.5 khoảng vùng 22. Tuần này thì nó đã bật khá là tốt sau cây nến của ngày hôm qua là công thương hình thành kịch trần. Và vô hình dung thì nó đã đưa cổ phiếu này về vùng 25.5 đến khoảng vùng 26 là kháng cự rồi, thì nó sẽ chỉnh cung lại quanh vùng 24 hoặc sâu hơn có thể test lại vùng 23-23.5. Techcombank đang hình thành một cái mô hình gọi là mô hình V kép đi, hoặc là mô hình hai đáy, thì cũng đã có phân tích khá là sâu ở quanh vùng 33.5. Ở tuần này thì Tech đã có hai cái nến hồi và nó sẽ đưa cái điểm này về khoảng vùng 36, trước đây nó là hỗ trợ thì bây giờ thành kháng cự. Chính vì gặp kháng cự nên là nó sẽ chỉnh cung, nếu tuần tới mà nó chỉnh 34.5, 34.6 mà không thủng và lực cầu tiếp tục quay trở lại tầm trên 8 triệu cổ phiếu trên một phiên là đẹp ấy. Và tín hiệu này mà xuất hiện thì nó sẽ đưa cổ phiếu tách về khoảng quanh vùng 30 mấy đấy nhỉ, kháng cự đây ta, 38.5 đến khoảng vùng 39. Đó, về đến vùng này mà nó chỉnh cung một tí tẹo nữa rồi sau đó nó đánh break được lên lên trên này thì như vậy là đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi. Đó là kịch bản tích cực các anh chị. Còn kịch bản tiêu cực nếu như nó xuất hiện một cái nến nào đó mà nó bị phá vỡ thủng, nó bị phá vỡ ở vùng 31 ở đây chẳng hạn, như vậy thì đấy là kịch bản tiêu cực, thì chúng ta sẽ phải chỉnh trang lại. Đó, đang cầm cổ phiếu thì chúng ta phải hạ bớt. Đó, ví dụ như vậy. Còn kịch bản tích cực thì đang cầm cổ phiếu của chúng ta tích lũy thêm, chúng ta mua thêm. Đấy. Đối với HD Bank, trong tuần chúng ta có điểm test vùng 23. Kháng cự ngắn ở đây là vùng 24. Ở cây nến kết tuần thì có vẻ hơi xấu nhỉ, đường MAC đang hơi cắm đầu. Chính vì đường MAC đang cắm đầu như thế này thì tuần tới các tài khoản mà chúng ta đang cầm chúng ta lưu ý ở vùng 23, thậm chí là nó có xu hướng quay trở lại test lại lần 2. Đó, lần hai ở quanh vùng 22 rồi khi đó chúng ta mới có thể đánh giá được cái mức độ phục hồi. MSTB hiện tại thì mình nhìn thấy rằng STB đang là tích cực trong một cái xu hướng xây nền test đáy tạo đáy. Tuy nhiên là chúng ta cũng phải từ từ, bởi vì là bây giờ nó chưa có tín hiệu để xác nhận rằng là cổ phiếu STB là tạo đáy xong. Và cái cách để chúng ta dò tìm đó là gì? Đó là ở biên 18.5 đến 18 đến 18.5. Tuần này thì STB đã lấy lại được vùng 20, thì khả năng tuần tới nó sẽ có những điểm chỉnh cung lại ở quanh vùng 20-20.3.
Và điểm kháng cự kỹ thuật của nó đây là vùng 2.5, và nó sẽ đi như vậy, nó đi đến lúc khi nào mà ví dụ có một cây nến xanh lừng lững nó đè thủng vùng 22 đây ví dụ thế, thì đấy là tín hiệu tích cực. Và khi có xuất hiện một tín hiệu này thì chúng ta đang cầm vị thế cổ phiếu, chúng ta sẵn sàng để chúng ta gom thêm. Bởi vì khi mà có tín hiệu đè như này thì chắc chắn là STB nó sẽ đánh lên ở những cái vùng hỗ trợ, ở vùng kháng cự cao hơn. Đó, tức là nó sẽ đè lên được khoảng vùng 26 đến khoảng vùng 27 đây. Đó. Cổ phiếu Liên Việt Postbank thì nhìn về Liên Việt Postbank ở đây bây giờ nó cũng đang có một cái điểm hỗ trợ kỹ thuật 11 ở đây. Trong tuần vừa qua thì nó về đến vùng 12 thôi và nó có một nhịp long. Nhịp long này thì nó có khả năng là tuần tới nó sẽ test lại 13 hoặc là điểm 12 năm. Khả năng sẽ test lại điểm 13 hoặc điểm 12 năm ở đây. Nó có test trả lại cung cầu một nhịp ở đây rồi nó có thể công lên kháng cự 14. Và khi nào mà em này thoát được cái vùng 15 đến khoảng vùng 15.5. Đó, khi nào mà cổ phiếu này break được vùng 15 15.5 thì đấy sẽ là một cái tín hiệu mà xác nhận rằng là Liên Việt Postbank nó cũng đã hoàn thành cái quá trình tích lũy tạo nền tạo đáy. Cổ phiếu BVB hiện tại thì có 12.4 đến khoảng vùng 12.7, điểm sâu hơn là vùng 12. Thì cổ phiếu BVB nó cũng đang đi theo một cái dao động, một cái tích lũy gọi là tắt dần. Đó, thì ngắn hạn là gì? Ngắn hạn là nó cần phải tích lũy thành công ở cái mô hình này và nó ít nhất là nó phải đánh lại được ở khoảng vùng 15 cộng, thì đó thì nó sẽ cho ta một cái tín hiệu kỹ thuật rằng là có thể BBB sẽ bắt đầu một cái lực hồi, một cái tín hiệu hồi đây. Cổ phiếu SHB cũng đã có tín hiệu thứ nhất, đó là nhịp long một, nhịp xả hai. Đó thì đây cũng sẽ đưa các anh chị chúng ta sẽ nhìn lại rõ rõ hơn cái này một tí. Vì sao thì Hùng luôn nói với các anh chị là gì? Chúng ta một là chúng ta bắt được đáy, tức là khi mà cái thời điểm mà SHB về đến vùng 12, chúng ta có phân tích điểm hỗ trợ 12 này thì các anh chị có thể bắt thăm dò một phần đó về đây, thì lên đến cái vùng 15 có thể chốt bớt. Còn khi cổ phiếu đã đạt lên đến cái vùng kháng cự này tuyệt đối chúng ta không mua, và chúng ta nên chờ nhịp test cung. Thì đây là một nhịp test cung đó, nhịp test cung thì thông thường nó sẽ trả 1/2 cung đó, các anh chị học hình học rồi đúng không ạ? Đó, chúng ta 1/2 cung thì chúng ta vẽ một cái hình chữ nhật này và chúng ta chia đôi ra ở trung bình ở giữa, thì ít nhất là chúng ta mua ở vùng 13 năm đó, chứ lên đến đừng mua 15 đó, trả 1/2 cung đó, vùng 13 năm rồi vùng 13 đó, rồi sau đó là trả hết cung thì sao, tức là vùng 12 thì chúng ta đấy sẽ là chúng ta sẽ ke những cái điểm mua. Đối với cách mua là như vậy. Và SHB hiện tại nếu mà đây nhìn một cái miếng đánh ấy, thì nó cũng đang khá khá hay đó. Vậy thì để mà SHB mà nó bay được á, đó thì nó sẽ đi như này. Đó, dự dự thế này thôi, nó đi nhẹ nhẹ này, và bao giờ nó cũng phải như vậy, nó phải hình thành được cái đáy cao, đáy đáy sau nó cao hơn đáy trước, đấy là mô hình uptrend đúng không anh chị? Đó. Đây, ví dụ như vậy, nó đi được như vậy và đến một cái thời điểm nào đó SHB nó đè được cái vùng đây 15 cộng mùa phun như lúc đấy thì tất tay. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đã có những cái điểm gom ở vị trí thăm dò này rồi, thì lên đến đây sẽ là những cái cơ hội cực kỳ tốt để chúng ta tăng tốc cổ phiếu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ phân tích sang một cái nhóm ngành tiếp theo, đó là nhóm ngành chứng khoán cũng đang khá là quan trọng ở trong cái thời điểm hiện tại, nó cũng đang có những cái vai trò giữ nhịp cho thị trường. Thì nhóm chứng khoán trong tuần vừa qua là giao dịch hết sức là tích cực rồi. Thì đối với cổ phiếu VCI, nhịp một là chúng ta đưa lên được cái vùng kháng cự 42 và nó chỉnh cung, và điểm hai nó chỉnh cung đây này, thì cũng rất là hay đúng không ạ? Vùng 28.5 đến khoảng vùng 29-30 ở đây, đó là chính là cái vùng mà chúng ta có nói đến cổ phiếu VCI. Nó đây có một cái nón và bên này nó về cái nón này thì nó bật lên như vậy là tích cực. Đó, được hiểu như vậy là tích cực, và chính vì tích cực nên là chúng ta sẽ đưa cái nhịp này về vùng 35 và xa xa hơn nó sẽ đi về vùng 37 38 và bắt đầu nó sẽ chỉnh cung ở đây. Em SHS cũng như vậy, sau một cái nhịp mà SHS gọi là long nháp đi đúng không ạ? Long nháp đi thì SHS cũng tiếp tục có một cái nón ở đây. Thì cái tuần vừa qua là cũng có phân tích đấy rồi, vùng 12 đến vùng 12.5 đúng không ạ? Cái nón ở đây thì chúng ta kéo sang đây. Và nó về đến cái nón này thì một điều vi diệu, mọi người hay bảo một điều vi diệu, và nó cũng đã gì ạ, nó đã long.
Nó long lên được thì vùng 14, 14 này là vùng kháng cự thì nó phải từ từ, chắc là nó cũng phải mất một hai phiên nữa. Có thể là nó sẽ chỉnh lại cung ở khoảng quanh vùng 13.8 rồi sau đó nó mới long tiếp được lên đâu đó. Đây, lên đến cái vùng này là nó sẽ bị đảo sọc này. Lên đến cái vùng này thì khả năng là nó sẽ có những cái nhịp chỉnh sọc trở lại. Nhưng ngắn hạn thì cái nhịp này lên đến đây thì chúng ta tính sau. Ngắn hạn thì chúng ta vẫn phải tính ở đây là vùng 38, vùng 14. Quan sát thêm ở tuần giao dịch tiếp theo. SSI thì đã bị sọt tương đối là mạnh. Và hiện tại SSI có một lực hồi. Tuy nhiên lực hồi này thì chúng ta cứ bình tĩnh thôi. 17.3 đến 17.3 đến khoảng vùng 18.5. Đó thì chúng ta nhìn lại xem nào. Ông sẽ cho các anh chị đây. Đó. Thì đây là chart tuần các anh chị. Trước khi mà SSI nó hình thành được một cái sóng tuần đó, thì nó cũng sẽ phải cần có một cái một một cái giai đoạn, một cái giai đoạn để nó tích lũy. Đó, nó cần có một cái giai đoạn nó tích lũy chứ đâu phải là cứ cứ bùng bằng cái là nó lên đâu. Đó, ví dụ đây. Chúng ta view to lên một tí. Đó các anh chị, đây, một cái giai đoạn mà trước một cái cơn đại sóng này thì SSI cũng đã có một cái nền tảng tích lũy. Đây. Đó. Một cái nền tảng tích lũy tương đối dài để nó hình thành một sóng này. Còn bây giờ nó đang này, nó đang đấy. Nó đang xuống này, 33 này. Và thậm chí là SS những cái mã ngành chứng khoán ấy thì Hùng đã phân tích rồi, nó đang rơi vào downtrend. Đó, chính vậy nên là gì ạ? Nó xuống vùng 22.7 nó thủng á, thì nó sẽ đi về vùng 15. Đó, vùng 15 thủng thì nó sẽ đi về đâu? Nó sẽ đi về thấp hơn, đó là ở khoảng vùng 7.3, vùng 9.2 hoàn toàn có thể, ví dụ như vậy. Thế thì ở trong cái thời điểm hiện tại là chúng ta sẽ nói đến cái gì? Chúng ta đang dò tìm lại những cái vùng giá mục tiêu. Ở trên cơ sở đó thì chúng ta đi phân tích và phân tích nó xuất hiện những cái tín hiệu thành công thì cái đó chúng ta mới 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 gọi là chúng ta mới mua mạnh mẽ hơn. Còn trong những cái thời điểm hiện tại đó là nếu có thì sẽ là những cái điểm mua thăm dò. Tuần tới SSI sẽ có ở khoảng quanh vùng 17.3. HCM thì bây giờ nó trong tuần vừa qua nó cũng đã đi quay trở lại biên 17.5 ở đây. Và nó cũng đang xuất hiện một cái nhịp long, và đối với HCM thì tín hiệu kỹ thuật như thế này là tương đối đẹp. Tuần tới thì khả năng là HCM sẽ đánh vượt thoát vùng 20 và nó sẽ hướng lên khoảng vùng 24. Và sau đó thì nó sẽ bắt đầu một cái nhịp trả cung ở đây, và căn cứ cái nhịp test cung đó thì chúng ta mới tiếp tục đánh giá xem cái khả năng là HCM có vượt thoát thành công hay không để có thể bắt đầu một cái tín hiệu kỹ thuật hồi phục của bên này. MBS có vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây vùng 12 và trong tuần vừa qua thì MBS có chỉnh, tuy nhiên là không về đến vùng 12. Và có ba cây nến hồi, ba cây nến hồi này thì nó sẽ đưa cổ phiếu này về lại vùng 18. Về 18 thì khả năng nó sẽ quay lại trả cung, và những cái điểm đây đang là hai cây nến cuối tuần này nó đang test cung tương đối đẹp, tức là vùng 14.5 đến khoảng vùng 15. Đó, nó trả lại ở vùng này, tức là nó xây được cái vùng này ổn định nhé. Và sau đó nó tiếp tục đánh vượt thoát vùng 18 thì đấy là một cái tín hiệu đẹp đối với mã cổ phiếu MBS, và khi mà cổ phiếu này break vùng 18 thì chúng ta hoàn toàn có thể cân thêm. CTS ở trong tuần thì cũng có phân tích vùng hỗ trợ kỹ thuật 13.3. Mặc dù có lúc là nó bị thủng vùng 13.3 nhưng nó có kết phiên thì nó đã lấy lại được vùng 13 cộng, 13.3 cộng. Ngắn hạn thì CTS sẽ có vùng kháng cự ngắn ở đây là vùng 16, chạm vùng này thì nó sẽ có xu hướng test lại cung ở quanh vùng 14, 14.5 và nó cũng sẽ bắt đầu hình thành một cái xu hướng tích lũy tạo nền tạo đáy ở đây. Và tích lũy tạo nền tạo đáy thành công hay không thì chúng ta sẽ chờ thêm những cái tín hiệu kỹ thuật, ví dụ như là nó đánh vượt thoát sau một cái thời gian mà nó đi. Ví dụ như vậy, nó đi nó lên đến vùng này xong nó chỉnh cung, ví dụ nó đi này và đến một cái thời điểm nào đó và nó bắt đầu nó đánh vượt thoát vùng 20 thì đấy là một cái tín hiệu kỹ thuật mà giúp cho chúng ta nhận diện rằng à như vậy là CTS đã tích lũy nền thành công và nó bắt đầu hướng một cái uptrend lên đây. Đó. Thì đấy là kịch bản tích cực các anh chị nhé, đấy là kịch bản tích cực. Còn còn kịch bản tiêu cực thì như thế nào? Kịch bản tiêu cực có nghĩa là sau những cái nhịp hồi này và nó quay lại nó test. Đó, nó test ở đây, ví dụ test lại vùng 13.3 mà nó lại sau cái test này nó lại xuất hiện một cây nến đỏ như này thì đấy là kịch bản tiêu cực. Và đấy là cái bản tiêu cực thì cổ phiếu nó sẽ chỉnh giảm tiếp, thì các anh chị có thể
nhìn lại đây, khi chúng ta phân tích ở đây, sau khi một nhịp hồi thứ nhất thì nó bắt đầu nó có cái vùng kháng cự đây, vùng 22.8, và nó bắt đầu đi hình răng cưa. Và đến cái nến này này chính là cái nến mà nó bị thất bại. Đó, thất bại ở cái điểm test kỹ thuật ở vùng 19.5, vùng 20. Và khi thất bại ở vùng này thì nó cổ phiếu đã rơi từ vùng 20 và về vùng 3.3, tức là mất 7.000, 7 trên 20 là mất 35% đó các anh chị. Nhìn một nhịp bé bé thế này nhưng mà 35% đấy. Vậy thì ở đây cũng như vậy. Đó, ở đây cũng như vậy. Đó. Chúng ta cần phải đánh giá thêm là kịch bản tích cực hay tiêu cực thì nó sẽ có thêm cho chúng ta những cái tín hiệu kỹ thuật để chúng ta nhận diện. Đó, rất là dễ. Đối với BVS cũng như vậy, BVS thì cũng đã có một lực hồi và chúng ta có nói đến vùng hỗ trợ kỹ thuật 16.2. Trong tuần có lúc thủng vùng 16.2 nhưng cái tuần thì vẫn đóng cửa được ở vùng 18.1, như vậy là tạm ổn. Và nó cũng sẽ bắt đầu có một cái tín hiệu được xem ở đây, đó là hình răng cưa, và nó sẽ đi ở trong một cái biên hẹp như thế này. Và chờ đợi thêm xem thử là cổ phiếu này có vượt thoát được lại ở vùng kháng cự, tức là trước đây là hỗ trợ thì bây giờ nó sẽ trở thành vùng kháng cự khoảng tầm 20.3. Khi nó vừa thoát được vùng 20.3 và tiếp theo nó bay được lên ở khoảng vùng 23.5, 23.5 ở đây. Rồi ok, bay được lên khoảng vùng 23.5 cộng đây thì như vậy là nó sẽ xác nhận một cái xu hướng hồi phục của BVS nói riêng và nhóm chứng khoán nói chung. Và khi đồng loạt tất cả các mã cổ phiếu chứng khoán đồng loạt phá kháng cự ở trên, các anh chị lưu ý như vậy, thì đấy là đại sóng của nhóm ngành chứng khoán. Lúc đấy thì bao nhiêu tiền bạc của chúng ta sẽ hốt hết vào đây đó. Nhưng mà bây giờ tiền hiện tại là chúng ta cứ từ từ đã, đúng không? Nó đang thăm dò đáy và nó đang xem thử là cái xu hướng tạo đáy tạo nền ở đây có thành công hay không đấy. Và chúng ta cần phải phân tích tiếp, bám sát những cái tín hiệu. AGR thì cầu nó đang hơi thấp nhưng mà tín hiệu về giá thì cũng đang tạm ổn. Tuần vừa qua thì nó đã chúng ta có phân tích là nhịp này thì AGR sẽ chỉnh về quanh 8, suýt soát về 8, về đến đây là về đến 8.42, thì nó đã có một nhịp long nháp, và nhịp long này thì nó sẽ đưa cổ phiếu về lại ở vùng 10, khả năng sẽ chạm mệnh 10, và chạm mệnh 10 sau đó thì nó sẽ chỉnh cung và nó cũng sẽ đi theo một cái mô hình test tương tự như các mã cổ phiếu vừa phân tích xong. Ở VND ở trong thời điểm hiện tại là mọi người đang hết sức quan tâm đến mã cổ phiếu này, và ở đây thì khả năng là có cái sự chơi nhau, tức là đội nhóm giữa các đội nhóm, đội này thì sọt xuống để ép giá xuống, có thể là họ muốn ép giá xuống để họ gom, nhưng mà sau đó ngay lập tức thì khả năng là cái vùng ép giá xuống nó không ép được sâu hơn và nó ép được về đến vùng 15, thì như vậy là lại bắt đầu có một cái lực đội kia người ta lại gom vào, như vậy là có thể đây sẽ là một cái miếng đánh nhau của các cái đội nhóm lớn, thì nó mới có những cái kiểu là volume đột biến như thế này. Đó, volume đột biến như thế này tức là chơi nhau, thì sau cái giai đoạn chơi nhau đó thì nó sẽ có một cái hình thành một cái nền tảng, nền biên tích lũy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ ngắm đến ở VND, thứ nhất là kháng cự vùng 18, hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 15 đến khoảng vùng 16 đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật. Tuần tới có thể có những cái nhịp test cung lại quanh vùng 18 thì các tài khoản cầm mà chúng ta có thể gom thêm ở quanh cái vùng này thì cũng khá là hợp lý. FTS nó đánh khá là sốc khi mà tuần trước thì nó liên tục giảm sàn, và đến thời điểm hiện tại thì FTS cũng đã có những cái điểm hồi phục khá là nhanh, hồi phục chữ V anh. Với điểm hồi phục này, tuần tới nó sẽ kéo về lại quanh vùng 34.7 đến khoảng vùng 35. Các tài khoản mà đang cầm 35 ở đây này, hoặc là ở đây là vùng 36.5, tức là nôm na về đến vùng này rồi á, thì chú ý canh mà chốt, bởi vì là các cái tài khoản mà bị kẹp hàng á, về cổ phiếu về đến đây là họ mang hàng ra họ tán thôi à. MVX hình thành, thực ra VX ở trong cái nhịp mà nhịp từ ngày 16 đến khoảng ngày 13 tháng 6, 16 tháng 5 đến khoảng 13 tháng 6, thì cái nhịp này là VX đã xây nền tương đối là tốt. Tuy nhiên là thị trường trong cái tuần video số 130 nó xấu quá nên là VX đã chỉnh cung theo cả thị trường. Thì tuần này thì VX đã có một cái lực hồi khá là tốt. Khả năng nhịp này nó sẽ kéo về vùng 9.4 và nó sẽ trả cung ở quanh vùng 8 đến vùng 8.2.
trả công xong ở vùng này thì nó sẽ có xu hướng tích lũy nền ở đây, nói chung là vùng 7 không thủng thì là ok. Ở VX có thể bắt đầu gom dần được rồi, gom thăm dò. Và chúng ta chờ đến thời điểm nào mà VX đánh vượt thoát vùng 11 này thì bắt tiếp này. Rồi vượt thoát vùng 12, và đến lúc mà VX mà đánh vượt thoát ở đây đó là vượt thoát vùng 13.3 thì đấy sẽ là cái tín hiệu cuối cùng để xác nhận rằng VX bắt đầu hình thành một cái sóng tăng. Đó, cách mà chúng ta nhìn nhận như vậy thôi. Rồi, hai nhóm đó thì cũng có phân tích khá là kỹ cho các anh chị về ý đồ, và bây giờ thì chúng ta sẽ còn thời gian chúng ta điểm qua nhanh một số các cái mã cổ phiếu các nhóm ngành khác các anh chị nhé. Ở cảng biển chúng ta có GMD. Đối với GMD có vùng kháng cự 56 hỗ trợ kỹ thuật ngắn hạn ở đây, vùng 49 đến vùng 50. Nếu có thì chúng ta đặt mua ở đây hoặc là vùng 46-46.5. Tuyệt đối không đua xanh. Con này mà đua xanh là hỏng. Con VSC cũng như vậy. Các cái lực đánh là bao giờ nó cũng đánh theo hình chữ V. Đó, chính vậy nên là có mua thì mua ở vùng hỗ trợ kỹ thuật. Trong tuần này, tuần trước, tuần này nó đánh xuống đây rồi nó hồi lên. Đây, nhịp hồi này chính xác là như vậy. Đây này. Đây. Thì trong phiên giao dịch ngày thứ hai nó đã hồi lên đến vùng kháng cự ở đây là vùng 51, 52 ở đây, thì đây là vùng kháng cự mà chúng ta chú ý rằng khi mà cổ phiếu lên đến kháng cự nó long nháp như vậy thôi. Đó, và nó lại đạp lại thì nó lại đạp lại đây. Đó, đạp lại vùng 44, và xu hướng kỹ thuật hiện tại thì tuần tới khả năng sẽ cán lại vùng 4, thậm chí ở đây nó sẽ đánh lại vùng 40.5 đến khoảng vùng 41. VOS hiện tại đang có những cái tín hiệu kỹ thuật tương đối là đẹp. Và tín hiệu cơ bản thì đâu đó nghe phong anh đâu đó là kết quả kinh doanh của năm 2022 cũng khá là tốt đó. Còn tín hiệu kỹ thuật thì chúng ta sẽ bám biên 13.5 đến biên 14 là hỗ trợ. Tuần này nó có break được vùng 15 thì khả quan. Tuần tới mà index mà chúng ta vẫn tăng tốt á, tuần tới mà index vẫn tăng tốt thì nó sẽ đây thôi, về lại vùng kháng cự đây. Đó, vùng kháng cự đây là vùng 16.7 đến khoảng vùng 17.3 thì chú ý, nếu như bị chốt thì canh chốt. VNA nhìn chung thì trong tuần vừa qua không có nhiều yếu tố kỹ thuật đột biến, nó vẫn tiếp tục đi ngang và tiếp tục bám biên hỗ trợ 32.5 tiếp tục bám biên hỗ trợ này, và xu hướng tuần mới thì vẫn như vậy thôi, không có gì thay đổi. Cổ phiếu ngành than thì đối với than là hiện tại là than cũng đang đạt đỉnh, và sau cái nhịp đạt đỉnh đó thì than đang có một cái nhịp chỉnh giảm nhẹ nhàng, và nhóm than thì cũng đang hình thành một cái xu hướng tích lũy. Đến thời điểm hiện tại thì nhóm than bắt đầu tính toán để chúng ta gom lại được rồi. Đối với cổ phiếu TVD chúng ta có thể gom ở quanh vùng 13 rồi đây bao nhiêu 13.5 14 đấy, tạm thời là những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật này chúng ta gom. Thậm chí là trong trong phiên nếu như nó có những cái điểm nhún về quanh 12 thì chúng ta cũng gom được, bởi vì đây là vùng hỗ trợ mà. Đó. CFT có lực hồi, tuy nhiên lực hồi này thì cũng chưa thực sự là thuyết phục, và tuần tới có thể sẽ có ở vùng 13.7 đến khoảng vùng 14. Có thêm vùng 13, 13.3, 13.5 ở đây thì cũng có thể gom thêm. Đó là vùng hỗ trợ. Ở cổ phiếu TDN ở đây có vùng hỗ trợ 11.5 và biên tiếp theo đấy là biên 12, 12.5, đây sẽ là các cái vùng mà chúng ta có thể gom cổ phiếu TDN. Mục tiêu thì chưa nói đến, bởi vì trong giai đoạn này gom đã, và sau khi mà cổ phiếu phát đi những cái tin kỹ thuật thì lúc đó chúng ta mới xây target. THT cũng như vậy, biên 11, 11.5, và trong tuần vừa qua có 11.2, 11.3, đấy là những cái vùng mà các anh chị có thể bắt cổ phiếu THT. Cổ phiếu NBC tuần vừa qua có hồi, và cái lực hồi này thì nó cũng chưa đủ lớn, bởi vì lực cầu nó đang hơi bé, và tuần tới thì dự kiến nó sẽ có thêm những cái điểm chỉnh cung kỹ thuật quanh vùng 14, và sâu hơn thì có thể tính ở vùng 13 năm đến khoảng 13 tám, đấy là những cái vùng mà có thể canh mua. Đó, gặp hỗ trợ thì mua, và cổ phiếu hồi xanh thì thôi kệ. TC6 có vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây là vùng 8 đến khoảng vùng 8.3. Trong tuần vừa qua thì TC6 đã có một cái nhịp long,
Nhịp long này thì nó đã đẩy cổ phiếu này lên khoảng vùng 9 và nó đang tích lũy đi ngang tương đối là đẹp. Nói chung đối với các tài khoản mà đang cầm TC6 thì chúng ta có thể gom thêm. Đó, quanh vùng này, vùng 8.3, vùng 8.3. Và chúng ta chờ đợi đến lúc nào mà cổ phiếu này có một cái tín hiệu, ví dụ sau một cái giai đoạn nó tích lũy đi ngang như vậy và nó bắt đầu có một cái hình thành một cái lực long nó mạnh mẽ hơn. Đấy, ví dụ nó phá vỡ được các cái vùng kháng cự, bây giờ nó trở thành vùng kháng cự vùng 10 hoặc 11 ở đây. Đó, thì cái đó thì chúng ta sẽ có vị thế thấp rồi thì cứ thế là chúng ta giải ngân thêm thôi. Nhóm ngành phân đạm thì đến thời điểm hiện tại là nhóm ngành phân đạm cũng đã có một cái hành trình tăng tốt và nó bắt đầu đi vào một cái chu trình giảm điểm. Đối với BFC trong tuần vừa qua thì chúng ta có nói đến cái khả năng mà cổ phiếu này sẽ test cung lại vùng 24 25. Thì nó đã test ở đây và những cái điểm test đó thất bại nên là nó sẽ chỉnh cung về quanh vùng 20, có hai cây hồi và hai cây hồi này thì nó lại hướng lại vùng 24 25. Tức là gì? Nếu mà chúng ta có cổ phiếu thì nên canh nhịp hồi này để chốt. Đó, chốt lại đó. Đạm Cà Mau, chúng ta có nói đến cái vùng kháng cự ở đây khá là nhiều, vùng 43 đến 44, và như vậy là khi kể cả hai cái nhịp mà tăng ở đây thì nó chạm về vùng kháng cự đều đã bị đạp. Trong tuần vừa qua thì Đạm Cà Mau đã bị đạp tương đối mạnh, đạp như này là rất là mạnh đó, và nó đã đạp về đến vùng 35.5. Có những thời điểm là nó đã thủng cái vùng hỗ trợ kỹ thuật 33.5 ở đây và có nhịp hồi, và nhịp hồi này thì theo quan điểm kỹ thuật cùng thì nó cũng chỉ đủ T thôi đó, nếu cùng lắm thì nó đủ T thôi, và nó hồi đâu đó có mắc lên được thì khoảng quanh vùng 38 39 ở đây thôi, rồi sau đó nó lại quay lại chốt và nó lại quay lại bị xả tiếp. Và các anh chị lưu ý là chúng ta cầm thì chúng ta nên nên canh tranh thủ cái nhịp hồi này để chúng ta cũng chốt bớt nó, tránh những cái rủi ro. Và xu hướng, nhìn về mặt xu hướng trong nhịp này thì Đạm Cà Mau sẽ quay trở lại ở khoảng quanh vùng 30 đến khoảng vùng 30.5. Lát nhìn về mặt ý đồ thì khá là tốt. Ở đây nó có một cái nia. Đó, thì bên này nó có một cái nong, nó hứng lại ở đây. Như vậy là cũng có thể hình thành một cái mô hình V kép ở đây. Lực cầu thì đang khá là thấp và đường mát thì đang có xu hướng là thu lại rồi. Như vậy là đang tạm ổn. Tức là sau một cái chen nó đi thẳng đi xuống như này và nó bắt đầu có tín hiệu thu ngang đi lại như vậy, đấy là một cái tín hiệu mà nó báo hiệu rằng cổ phiếu nó đã đang có những cái xu hướng tốt hơn. Tuần tới lát sẽ có những nhịp quay trở lại khoảng quanh vùng 12 mà tích lũy ổn định và break được vùng 13.5 thì đấy là một tín hiệu khá là tốt, chúng ta có thể canh gom thêm. CSV trong tuần vừa qua thì sau khi mà CSV đi về lại được cái vùng đây, nó rồi vùng kháng cự đây 53, 54, 55, đây là vùng kháng cự rất là mạnh, có hàng thì chúng ta sẽ canh chốt và có ba cây xả tương đối đau. Đó, nó xả thế này tương đối mạnh, có hồi nhưng mà nhịp hồi này thì nó cũng không đủ lớn đâu, cùng lắm thì nó hồi về được quanh vùng 50, và về căn bản là trong nhịp này thì CSV sẽ cần quay trở lại ở khoảng quanh 41.5 để tích lũy quay trở lại. Nhóm ngành mía đường, chúng ta phân tích mã cổ phiếu SBT. Thì đối với SBT cũng đã có một cái nhịp hồi thứ nhất, và nhịp hồi này sau nhịp hồi này thì cổ phiếu SBT cũng đã gọi là gì ạ, trả cung. Và các anh chị có thể nhìn thấy đây là trong tuần này thì SBT đã trả hết cung, tức là trả hết 100%, còn trả hết 1/2 cung thì nó đâu đó ở khoảng quanh vùng 16 đó. Thì cổ phiếu bao giờ nó như vậy, trong cái quá trình hình thành tạo đáy thì nó cần phải có những cái nhịp như vậy. SBT nhịp này thì nó sẽ dự kiến đâu đó nó sẽ khoảng hồi lên khoảng quanh vùng 16.5 đến khoảng vùng 17, tức là nó sẽ kéo lên được đến đây. Đó. Khả năng là như vậy. Đó. Rồi sau đó nó lại bắt đầu một tiếp một cái nhịp, nó sẽ đi vào những cái nhịp chỉnh cung. Đó, những cái nhịp test, và nó sẽ đi ở trong một cái biên nào đó. Đó. Mô phỏng như vậy. Đến một cái thời điểm mà ví dụ SBT nó vượt thoát được nó vừa thoát được vùng 19 thì tại cái thời điểm đó sẽ xác nhận rằng FPT có một quá trình tạo đáy thành công ở quanh vùng ở đây ạ. Gọi là mô hình hai đáy đấy, quanh vùng 142 142 đến khoảng vùng 15. Đó, thì nó sẽ đi theo cái mô hình răng cưa như vậy. Cổ phiếu LSS. LSS thì trong tuần vừa qua
Trong tuần vừa qua chúng ta còn nói đến ở đây đó là vùng 9 đến khoảng vùng 9.3. Sau khi mà cổ phiếu này kết tuần nó tiệm cận ở vùng 9.5 thì khả năng nó sẽ có những cái điểm này. Và trong tuần vừa qua thì kết tuần thì nó đóng đúng 9.3. Tuy nhiên là có những điểm sọc khá là sâu ở quanh vùng 8.5. Và với tín hiệu này thì sang tuần tới thì nó sẽ test lại quanh vùng 9 hoặc thậm chí là vùng 8.5, nó sẽ đi kiểm tra lại và nó cung cầu ở cái vùng này. Và nó cũng sẽ cần thời gian để kiểu đi như này, và sau đó thì chúng ta sẽ đánh giá thêm. Trong trường hợp nếu mà nó không thủng vùng 8.5 thì được hiểu đó là kịch bản tích cực, còn thủng vùng 8.5 thì được hiểu đó là kịch bản tiêu cực. Ok. Rồi, danh mục cổ phiếu thì tạm thời chúng ta sẽ dừng lại. Chúng ta sẽ dừng lại ở đó và chúng ta sẽ đi vào phần thứ hai, đó là chúng ta sẽ có một vài cái view, các cái đánh giá về các kịch bản phân tích tuần vừa qua. Thì bản thân trong cuộc tuần vừa qua thì Hùng Lê cũng có tiếp tục đánh giá những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của thị trường, ví dụ như ở các cái điểm hỗ trợ kỹ thuật của index ở quanh vùng 1190 đến 1200 và sâu hơn sẽ là 1150 đến khoảng vùng 1160. Ở VN30 thì các điểm hỗ trợ kỹ thuật sâu ở 1220 và phái sinh thì ở vùng 1210, thì đấy là các cái vùng hỗ trợ kỹ thuật. Và Hùng tiếp tục đánh giá rằng trong cái tuần vừa qua sẽ là một cái tuần giao dịch mà tương đối khó khăn và tiếp tục dự báo những cái yếu tố kỹ thuật khá là khó khăn của thị trường. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào chart kỹ thuật của VN Index. Thì về mặt kỹ thuật thì trong tuần vừa qua Index đóng cửa tuần ở vùng 1220 và đóng cửa tuần này 1185, như vậy là trên nến tuần thì chúng ta có một cây nến giảm điểm, đúng không ạ? Và đối với Index thì chúng ta có nói đến hai cái vùng trả cung kỹ thuật khá là căn bản của nó ở quanh vùng 1190, và chúng ta nhìn thấy rằng trong phiên giao dịch ngày thứ hai là cổ phiếu này Index đã về vùng 1190, và đến phiên giao dịch của ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm thì tiếp tục Index tiếp tục test ở vùng 1165. Và có một cái điều mà khá là tích cực ở trong tuần vừa qua đó là biên 1150 của chỉ số Index của chúng ta đã được giữ vững đó. Còn đối với VN30 ông có nói đến hai cái điểm test kỹ thuật mà chúng ta cần phải lưu tâm đến trong tuần vừa qua, đó là vùng 1235 đây anh chị. Điểm VN30 đó là vùng 1235 đến 1240 và sâu hơn là vùng 1220, thì chúng ta sẽ nhìn lại trong cái tuần vừa qua như thế nào đó. Thì chúng ta nhìn lại đây, đúng không? Đây là điểm chúng ta kết tuần, video số 131. Thì trong phiên giao dịch ngày thứ hai ngay lập tức là nó đã test lại luôn cái vùng 1235. Và sau đó đến phiên giao dịch của ngày thứ ba thì nó bắt đầu quay trở lại test cung ở vùng 1220 và có đến 3 điểm nhún ở quanh vùng 1220. Như vậy đó là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của VN30 trong tuần vừa qua. Cùng với đó thì chúng ta nhìn thấy rằng cái vùng kháng cự dài, tức là đây là vùng hỗ trợ, thì sau một cái nhịp mà cổ phiếu và thị trường bị bật xuống thì nó sẽ quay trở lại đây, sẽ trở thành những cái vùng kháng cự. Và chính xác là đến kết tuần thì chỉ số VN30 của chúng ta cũng chưa thể break được cái vùng 1240, mặc dù trong phiên ngày hôm nay đã có những tín hiệu khá là tích cực đó. Còn đối với chỉ số phái sinh thì chúng ta ở trong tuần chúng ta có nói đến hai cái điểm chỉnh cung kỹ thuật, đó là 1220 và sâu hơn sẽ là 1200 đến 1210 đó, đây anh chị. Và những cái này thì Hùng cũng đã có phân tích ở trên bản tin tuần ở cuối tuần rồi, thì anh chị đây 1200 1210. Thì chúng ta nhìn thấy đây là toàn bộ tín hiệu giao dịch trong tuần vừa qua. Thì đến phiên giao dịch của ngày thứ hai thì VN30 chính thức phái sinh của chúng ta cũng đã chính thức kiểm tra lại vùng 1220 đây, và có một điểm test sâu nhất đó là về đến vùng 1210 đó, 1210 đó, về đến cái cận trên, tức là cái biên mà chúng ta dự báo ở trong một cái biên nào đó thôi, tất nhiên là không thể chính xác tuyệt đối được đâu các anh chị, nó chỉ có một cái thuyết gọi là thuyết tương đối thôi. Và sau đó thì cũng dành thời gian để ông đánh giá những cái vùng kháng cự kỹ thuật của nó ở lại vùng 1235, 1240. Thì thông thường ban đầu nó là vùng kháng hỗ trợ, thì bây giờ khi mà cổ phiếu vượt và thị trường vượt lại ấy, thì nó sẽ trở thành những vùng kháng cự. Và cả một tuần thì chỉ số VN30 phái sinh cứ gặp vùng 1235, 1240 là bị đạp và về đến vùng 1220, 1215 thì về đến vùng này thì sẽ là những cái điểm long tương đối hay đó. Thì đánh phái sinh thì chúng ta có thể ke những cái điểm như vậy để chúng ta tính toán. Ok,
Thì đấy là toàn bộ những cái diễn biến của thị trường chứng khoán trong tuần vừa qua. Còn đến tuần tiếp theo, tuần video số 132 thì chúng ta sẽ nhìn nhận đánh giá về xu hướng thị trường như thế nào. Thì trên góc độ kỹ thuật là chúng ta vẫn thấy rằng ở cái vùng 1190, 1195, 1120 ở đây, 1200 vẫn là cái vùng kháng cự tương đối là mạnh và thị trường vẫn chưa thể vượt thoát qua được. Và tuần tới thì có thể có một số các nhóm ngành nó sẽ bị trả cung, có thể là nhóm ngành chứng khoán, có thể là nhóm ngành bất động sản. Thì chính vậy nên là thị trường của chúng ta cũng sẽ có những cái điểm suy yếu nhất định. Và với những cái điểm suy yếu nhất định như vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục lấy các cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở 1165 đến 1170. Tức là index của chúng ta sẽ có những cái điểm quay trở lại cung ở 1165 đến 1170, và điểm sâu hơn thì chúng ta vẫn phải tính toán index ở vùng 1150. Đó là cái vùng chốt chặn của thị trường rất là quan trọng. Đối với chỉ số VN30, chúng ta sẽ tiếp tục lấy cái vùng kháng cự tuần, đó là vùng 1235 đến 1240, sau đó sẽ là vùng 1250, xa hơn sẽ là vùng 1270. Tuy nhiên thì tuần tới thì chúng ta sẽ ưu tiên đến các cái vùng kháng vùng hỗ trợ kỹ thuật nhiều hơn, và vùng hỗ trợ của VN30 chúng ta tiếp tục lấy ở vùng 1220 và sâu hơn sẽ là vùng 1205. Đấy là các vùng hỗ trợ kỹ thuật của VN30. Đối với chỉ số phái sinh, tiếp tục lấy vùng kháng cự ngắn ở vùng 1235 đến 1240 để tiếp tục đánh giá cái xu hướng của thị trường, và sau đó thì sẽ đến kháng cự 1250. Vượt được 1250 thì khi đó chúng ta mới tính toán đến 1270. Còn trên góc độ kỹ thuật thì khả năng ngay trong phiên giao dịch thứ hai đầu tuần thôi thì chỉ số phái sinh của chúng ta sẽ quay trở lại vùng 1220. Sau đó thì chúng ta có thể có thêm những cái điểm chỉnh đánh giá ở quanh vùng 1215. Ở đó, những cái điểm mà đánh giá ở khoảng quanh vùng 1215 ở đây. Và điểm sâu hơn thì chúng ta vẫn tính toán đó là ở biên 1205 đến 1210, đó sẽ là những cái vùng test kỹ thuật của VN30 ở trong tuần giao dịch tiếp theo. Và nhìn ở trên chart kỹ thuật ngày thì chúng ta nhìn đây cái hình mặt cười này, nó vẫn đang cười, nó vẫn chưa méo. May là tuần vừa qua là 1150 nó giữ được nên nó vẫn cười, chứ còn nếu mà nó giữ mà nó bị mất 1150 thì nó thành hình mặt méo rồi. Thì ở trên góc độ kỹ thuật, ở trên chart kỹ thuật ngày thì chúng ta cũng có thể thấy rằng đây cũng đang hình thành một cái hình cánh bướm. Đấy, mọi người hay phân tích là mô hình bướm ấy các anh chị, đó cánh bướm. Thì đây là hai cái cánh, đây là cánh giảm và đây là cánh tăng. Và đây là cái thân của nó. Đó, đây là cái thân của nó, cái thân của nó đây, ví dụ đây. Vẽ thế này cho nó đẹp đúng không? Đó. Đó là cái thân của nó, ví dụ như vậy. Thì cái mô hình này thì nó cũng gọi là xem ở cái mô hình V kép hay là mô hình hai đáy, hay là mô hình V kép hay mô hình hai đáy, hay là mô hình bướm hay là vân vân, thì nó cũng khá là giống giống nhau thôi, chỉ khác nhau về tên gọi thôi, bản chất thì cũng thấy nó khá là giống nhau. Thì trên chart kỹ thuật ngày, index tuần là chúng ta thấy rằng là về mặt kỹ thuật là index tuần có chỉnh giảm các anh chị đúng không ạ? Index tuần là tuần trước là chúng ta đóng cửa trên vùng 1220 và tuần này thì nó bị tụt dưới vùng 1190. Như vậy là index tuần là có giảm. Còn điểm tích cực đó là gì? Đó là chúng ta vẫn giữ được ở vùng 1150 đến khoảng vùng 1155 ở 1160 ở trong cái tuần giao dịch vừa qua. Vậy thì trong tuần tới chúng ta có thể có những tiếp tục, tức là chúng ta kỳ vọng tiếp tục đó là gì? Đó là ở khi mà index chạm về vùng 1200 điểm á, thì nó sẽ có những nhịp long test nhẹ ở đây và chờ đợi một cái tín hiệu kỹ thuật nào đó để giúp cho chúng ta nhận diện một cái xu hướng của thị trường đánh mạnh mẽ hơn. Nó đánh mạnh mẽ hơn, và ví dụ index của chúng ta vượt thoát được vùng 1200 và sau đó thì nó sẽ tiến lên đến vùng 1240, 1250 ví dụ như vậy, thì đấy sẽ là những cái thời điểm mà chúng ta sẽ dành thời gian thêm để chúng ta đánh giá những cái kịch bản tiếp theo của thị trường. Đó, và để anh chị em mà chúng ta nhận thêm được những cái phân tích về mặt kỹ thuật, về mặt thị trường, thì ông Lê cũng trân trọng kính mời các anh chị em nhà đầu tư chúng ta sẽ về đồng hành cùng với team của ông Lê tại công ty cổ phần chứng khoán VPS, để chúng ta có thêm những cái trao đổi một một, có thêm những cái trao đổi trực tuyến và có thêm những cái góc nhìn tốt hơn, tối ưu hơn cho thị trường, cho cổ phiếu và trong những cái quyết định đầu tư của chúng ta. Bản tin tuần này đến đây là hết. Trùng Lê xin được kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh chị em của chúng ta trong các cái bản điểm tin tuần tiếp theo.